Vì sao? Tại vì sao mình cũng cố cố gắng, mình cũng nỗ lực làm rất nhiều nhưng mà mình lại không đạt được cái điều mà mình mong muốn. Và sau khi tham gia, khi mà hiểu được cái giá trị đó thì nhanh chóng là trở thành lúc đó thì là nhanh chóng đón nhận những cái kiến thức của câu lạc bộ và ý đã ra quyết định cho mình một cái quyết định mà ý gọi là cái quyết định xứng đáng nhất, tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ý, đó là ý tham gia vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân tầm tay hạ vàng anh chị ạ. Và khi mà ý tham gia vào nhóm doanh nhân tầm tay hạ vàng á thì đâu anh muốn thành công với anh chị là trong tháng tháng 6 là ý đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu tháng 6, mục tiêu tài chính tháng 6 của mình một cách xuất sắc và đạt được chính xác cái số tiền mà mình đặt ra nhờ cái công thức tuyệt vời của câu lạc bộ anh chị ạ. Và từ khi mà ý biết đến ý biết đến câu lạc bộ, ý tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân tầm tay hạ vàng á thì đã ứng dụng theo chính xác cái công thức SMART goal đặt mục tiêu mỗi tháng anh chị, và ý liên tục mình đạt được những cái thành công về tài chính của mình liên tục như vậy, và mình chạm mức con số mức chạm mức thu nhập chính con số một cách rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Mà trước đấy mình nghĩ là khi mà mình sử dụng ý thức của mình cứ nghĩ là mình phải làm gì thì mình mới có thể tạo ra cái nguồn thu nhập như vậy, nhưng mà khi mình sử dụng cái sức mạnh tiềm thức của mình có chiến lược tuyệt vời trong nhóm rèn luyện doanh nhân cảm thấy hạ vàng, mình học được công thức, mình học được lộ trình trong nhóm rèn luyện doanh nhân cảm thấy hạ vàng, mình học được cách bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức, mình học được cách marketing, thì lúc đó bản thân mình đủ đi đúng với các quy luật của vũ trụ, bản thân mình có thể dễ dàng tạo ra cái nguồn thu nhập chính con số mà bây giờ ngồi lấy mà chia sẻ lại với anh chị thì thực sự lại không nghĩ là mình có thể đạt được một cách dễ dàng như vậy luôn anh chị. Rất là tuyệt vời luôn. Và đây chính là hai chị rất là tuyệt vời mà đã luôn luôn hậu thuẫn và dẫn dắt cho ý đến con đường thành công của ý. Dạ rồi. Và tiếp theo nữa là ngoài ngoài cái còn đây là bản thân ý năm 2023 khi mà ý vừa mới đến câu lạc bộ, các anh chị có thể có một cô gái mà rất là trẻ trung luôn, mới có 30 tuổi đúng không ạ, nhưng mà cái thân sắc thì giống như là mấy sổ gạo vậy á, không có thân sắc gì cả, với lúc đó mình làm mất phương hướng rất là nhiều, nhưng mà chỉ nhờ câu lạc bộ đã giúp cho ý gọi là cái pháo giúp ý thay đổi lại cuộc sống một cách hoàn toàn anh chị ạ. Và khi mà ý đến câu lạc bộ thì đã thay đổi về cái vóc dáng của mình, từ một mẹ bỉm sữa ba con mà lúc đó là gọi là từ một mẹ bỉm sữa ba con mà lúc đó là cái nặng của mình là giữ ra là gần gần 20 kg, gần 20 kg anh chị. Nhưng mà khi tham gia một năm rèn luyện một câu lạc bộ thì đã lấy lại vóc dáng của mình xuống còn 50 cân, rất là tuyệt vời luôn, chỉ trong vòng 6 tháng thôi mình đã quay lại 50 cân ha. Và bây giờ mình đang rèn luyện để mình có những cái mục tiêu lớn hơn về cái sức khỏe của mình có 3 vòng chuẩn chỉnh hơn, càng ngày sức khỏe của mình càng tốt hơn nhờ cái bộ dinh dưỡng của câu lạc bộ và nhờ cái cách hướng dẫn về sức khỏe của câu lạc bộ anh chị ạ. Trong câu lạc bộ thì nó đã giúp cho ý từ một cái người mà thay đổi về cả bên trong lẫn bên ngoài luôn anh chị, thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài luôn, rất là tuyệt vời. Và ngoài về sức khỏe của ý đá thì cũng đã giúp đỡ cho cả gia đình của mình cũng biết cách ăn đúng uống đủ vận động hợp lý, và bây giờ cái sức khỏe của cả gia đình của mình thì mình rất là yên tâm khi mà cả chồng của mình và cả con của mình đã đều biết cách để mà có thể là ăn uống như thế nào để cho đúng, ăn uống như thế nào để mà cho khỏe mình đấy, nên là rất là khoa học luôn. Và con nhiều khi là con nhắc nhở mẹ phải ăn uống cho nhắc nhở mẹ là phải ăn uống để cho nó thật là nhắc nhở mẹ để mà ăn uống, con đâu có ý là ăn đâu có ý, con nhắc nhở ý là mẹ ơi mình phải ăn uống cho lên mình đấy, nhiều khi ý cũng là nhiều khi mình cũng mong muốn là nhưng mình cũng ăn theo cái sở thích của mình và ăn theo những cái gì mình mong muốn mà, nhưng bà này là nhắc ý là bạn mẹ ơi phải ăn cho lên mình mẹ nhé. À, rất là tuyệt vời luôn, nên ý cảm thấy là mình rất là yên tâm khi mà chỉ không phải chỉ có bản thân mình mà là cả con của mình, cả gia đình của mình cùng đồng hành với câu lạc bộ. Dạ, và tiếp theo nữa là trong một năm đồng hành của câu lạc bộ thì mình cũng đã được tham gia cái chương trình offline và rất là hạnh phúc khi mình được gặp các vị vị doanh nhân trong câu lạc bộ, các anh chị đã thường xuyên hỗ trợ và dẫn dắt ý rất là nhiều để ý đạt được những cái thành công như hiện tại, và đây là những cái mối quan hệ rất là chất lượng mà ý cảm thấy là mình thật là giàu có, thật là giàu có anh chị ạ, bởi vì
vì cảm thấy như là nếu như mà ai đó cho mình tiền đó, nó sẽ cũng không thể bằng những cái việc mà những anh chị em doanh nhân hàng ngày trao cho mình những cái giá trị, những cái kiến thức, những cái bài học, để mình trở thành một cái con người ngày càng có giá trị hơn, ngày càng có giá trị hơn anh chị ạ. Và ý rất là cảm thấy rất là biết ơn về những cái những cái vị thuyền trưởng này, những cái người thầy này. Và không những vậy thì cái đợt đọc lái vừa rồi thì bản thân chị đã rất là tuyệt vời khi mà có thể hỗ trợ được chồng mình và rất là nhiều anh chị em cùng đi offline, và đấy là một cái tài sản rất là lớn của ý. Bởi vì trước khi mà vào câu lạc bộ thì chồng ý cái thời điểm đó là hai vợ chồng là gọi là không có tiếng nói chung, và hai vợ chồng là cũng gần như là gọi là một người một đường đấy anh chị. Nhưng mà chỉ nhờ cái bộ công thức của câu lạc bộ đã giúp cho hai vợ chồng là bắt đầu là có một những cái định hướng chung với nhau, bắt đầu có những cái mục tiêu, những cái ước mơ chung với nhau, bắt đầu có tiếng nói chung với nhau và rất là hòa hợp cùng với nhau luôn. Thì anh đã cùng ý tham gia cái chương trình offline này anh chị, đã cùng ý học tập. Trước đấy thì anh không có đọc sách, nhưng mà bây giờ anh đã bắt đầu đọc sách, và bản thân mình thay đổi thì cả cái gia đình mình thay đổi, cả gia đình mình thay đổi theo một cái hướng rất là tuyệt vời. Nên đó chính là cái tài sản mà ý cảm thấy là lớn nhất mà ý đã nhìn được. Và khi mà ý tham gia học lái thì cũng là rất là ý đã cũng hỗ trợ rất là nhiều anh chị em tham gia học lái cùng ý. Và anh chị biết không, cái chương trình này nó rất là tuyệt vời, để mà ý thấy được là mình có giá trị, mình giúp đỡ được, không những mình thành công mà mình giúp đỡ được cho rất là nhiều anh chị em thành công á. Thì những cái nụ cười của những anh chị ấy, cái niềm hạnh phúc của anh chị ấy ra người đến khuôn mặt là đó, thì cảm thấy nó rất là giá trị, rất là hạnh phúc đối với bản thân mình. Và đây là cái video mà gặp lại những cái anh chị em mà đã cùng nghỉ xem cùng nghỉ đi offline trong câu lạc bộ Tràng Thái Hạ Vàng. Và rất là mong muốn là khi mà tới đây chúng chuẩn bị tới đây tháng 8 là sẽ có cái chương trình tiếp theo của offline câu lạc bộ, thì chúng ta sẽ có thể hỗ trợ thêm được rất là nhiều anh chị để có thể đi cùng nghỉ đi tham gia cái offline này, để chúng ta có thể là phát triển và có thể là thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn ạ. Thì có rất là nhiều những cái thành công của mình luôn. Nhưng mà bây giờ ý đây là muốn có thể chia sẻ cái video này để cả nhà mình cùng cố gắng mừng thành công của ý, cùng chia sẻ cái tài sản lớn nhất của ý ha. Và cảm ơn anh chị em rất nhiều đã theo nghe và cùng ăn mừng với ý ạ. Dạ rồi, cái thành công của ý thì nó không phải là điển hình một cá nhân khác nhau thì sẽ có những cái thành công khác nhau. Thì ấy, tin chắc rằng là một mẹ bỉm sữa ba có như ý, khi xuất phát điểm không có cái gì cả, nhưng mà chỉ sau một thời gian rèn luyện cùng với những cái nhóm rèn luyện của câu lạc bộ thì đã có những cái thành công vượt trội và nhanh chóng như vậy, thì tin là các anh chị cũng sẽ làm được ạ. Thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Dạ rồi, vô cùng tuyệt vời đúng không anh chị? Vô cùng tuyệt vời luôn đúng ạ. Thành công của Như Ý không phải là điển hình, nhưng mỗi cá nhân khác nhau thì đều có những cái thành công khác nhau anh chị. Nhưng mà vô cùng tuyệt vời đúng ạ. Một bà mẹ bỉm sữa ba con ha, người miền Trung ha, mà có thể làm nên một cái thành công trong một cái năm qua như vậy. Đã biến thu nhập của mình ha, từ con số chưa dương và cũng không có thu nhập luôn anh chị. Lúc mà kết nối với Như Ý đó, lúc đấy là em không có thu nhập gì luôn anh chị, và bây giờ đã xây dựng một cái doanh nghiệp và có thu nhập thụ động về và đạt 9 con số. Anh chị có thấy đang rất là tuyệt vời không ạ? Không những vậy mà Như Ý cũng đã giúp cho rất nhiều anh chị trở nên thành công hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày ạ. Anh chị hãy gửi lời những cái lời chúc mừng tuyệt vời nhất đến doanh nhân Như Ý chúng ta ha. Dạ rồi. Và thành công của Như Ý không phải là điển hình, mỗi cá nhân khác nhau thì đều có những cái thành công khác nhau anh chị nhé. Tùy vào cái sự cam kết, nỗ lực của anh chị có làm đúng không, sao chép đúng không, những cái công thức của người thành công hay không, hay là mình còn có nhiều cái nó còn lăn tăn, mình còn sáng tạo rất là nhiều. Đó, thì như Hà đó là Hà học từ công thức của người thành công để thành công luôn anh chị. Trong đó như chị cũng có chia sẻ đó, có rất là nhiều bí kíp, không biết là anh chị có để ý không?
À, đó là gì? Ghi chép live stream anh chị. Ghi chép live stream ha. Và đọc sách đúng ạ. Và đọc sách. Đó. Thì rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ đến một phần vô cùng quan trọng anh chị. Một phần vô cùng quan trọng ha, mà không thể thiếu để giúp cho chúng ta học tập, ứng dụng và rèn luyện để đạt được kết quả vô cùng tuyệt vời luôn. Và để có thể là tạo nên cái thành công tốt cho tất cả các anh chị em của chúng ta, thì bây giờ đến một phần vô cùng quan trọng, vô cùng tuyệt vời. Và sau đây, Hà xin mời doanh nhân Nguyễn Lành, một cô gái vô cùng xinh đẹp, một cô gái tài năng và tràn đầy năng lượng, một nhân tài, mà đã giúp cho hàng nghìn anh chị, trong đó có cả doanh nhân Hà và doanh nhân Như Ý, và giúp cho hàng nghìn anh chị ở Việt Nam cũng như là trên thế giới có cuộc sống trở nên khỏe mạnh hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Anh chị ơi, hãy cho Hà mượn đôi bàn tay xinh đẹp và của anh chị ha. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để xin mời doanh nhân Nguyễn Lành. Xin mời doanh nhân Nguyễn Lành ạ. Dạ, Linh vô cùng biết ơn doanh nhân chị Đầu Hà. Buổi tối ngày hôm nay đã kích hoạt vô cùng năng lượng cho mọi người. Rất là biết ơn câu chuyện thành công của em, nghĩ cực kỳ truyền cảm hứng cho mọi người đúng không ạ? Biết ơn ban tổ chức đã hỗ trợ Dung của chúng ta rất là tuyệt vời. Và Lan xin chào tất cả các anh chị cô chú có mặt trong buổi Dung ngày hôm nay. Lan xin chúc cho tất cả các anh chị và cô chú có một buổi tối thật là tràn đầy năng lượng, tràn ngập niềm vui, tràn ngập sức khỏe và mọi phúc lành tuyệt vời nhất sẽ tới với tất cả các anh chị và cô chú của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ rất là tuyệt vời ạ. Cho Lan xin hỏi là bao nhiêu anh chị mình đã nghe Lan nói rất là rõ, mình có thể comment tôi giúp Lan được không ạ? Dạ rồi, quá là tuyệt vời, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Và cả nhà ơi, cho Lan xin hỏi trong buổi dung ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mình mong muốn có một sức khỏe tràn đầy năng lượng, một cơ thể khỏe mạnh, một bộ óc thiên tài, một trí tuệ minh mẫn thì mình có thể comment tôi được không ạ? Và bao nhiêu anh chị mình mong muốn có một cuộc sống thành công về tài chính, thành công về sức khỏe, thành công về mối quan hệ thì mình có thể comment tôi là người thành công được không ạ? Và bao nhiêu anh chị mình đã đang rất là sẵn sàng hành động để biến điều đó trở thành sự thật. Có thể comment tôi sẵn sàng được không ạ? Dạ rồi, quá là tuyệt vời ạ. Vậy thì cả nhà ơi, chúng ta hãy bật camera lên hiện dần trên màn hình để chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình trong tháng 7 này công lanh nha. Bao nhiêu anh chị mình đã bật camera và mình đã rất là sẵn sàng rồi, có thể comment số 10 giúp lành được không ạ? Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Lan biết ơn tất cả các anh chị tối nào cũng hiện diện ở đây và lựa chọn đồng hành cùng với câu lạc bộ Tràng Tài Hạ Văn để mà chúng ta có thể là cùng nhau tạo ra một cái môi trường tuyệt vời, cùng nhau phát triển. Và trước khi bắt đầu vào buổi dung này thì anh chị có thể là cùng Lan, chúng ta hãy đưa bản thân của mình về cái trạng thái năng lượng cao nhất giúp cho anh chị có thể thu hút mọi điều tốt lành, mọi cái mong muốn tuyệt vời nhất. Đó chính là chúng ta hãy đặt tay lên trái tim của mình, cảm ơn tới chính chúng ta đúng không ạ, những người rất là tuyệt vời, luôn tiến lên hành trình thành công. Biết ơn gia đình là nguồn hậu thuẫn rất là lớn lao để mà chúng ta thành công hơn mỗi ngày. Biết ơn chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Diệp, doanh nhân Trương Vy và các doanh nhân trong câu lạc bộ là những người đã tạo ra cái môi trường câu lạc bộ Tràng Tài Hạ Văn ngày đêm chia sẻ và cống hiến cho chúng ta những kiến thức vô cùng giá trị. Biết ơn doanh nhân chị Đầu Hà và ban tổ chức và tất cả các anh chị nhóm trưởng đã hỗ trợ cho chúng ta buổi dung ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể là gửi lời cảm ơn tới những con người nhiệm màu tuyệt vời này được không ạ? Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay Lan rất là biết ơn câu lạc bộ đã cho phép Lan có mặt ở đây để có thể là chia sẻ về một cái chủ đề rất là tuyệt vời ngày hôm nay cùng với anh chị. Cho Lan xin hỏi là bao nhiêu anh chị mình đã có cái mục tiêu trong cái tháng 7 năm 2024 này rồi ạ? Mình có thể comment tôi được không ạ? Bao nhiêu anh chị mình chưa biết đặt mục tiêu là gì, mình có thể comment số 9 giúp Lan được không ạ? Rồi, tuyệt vời quá. Trời ơi, anh chị nào cũng comment tôi cả. Chỉ có một số ít anh chị là comment số 9 thôi đúng không ạ? Cho Lan xin hỏi, trong buổi tối ngày hôm qua có anh chị nào mình chưa được học cái buổi dung cách đặt mục tiêu cùng doanh nhân Nguyễn Diệm không ạ? Thì mình có thể là comment số 10. Cho Lan được biết không ạ? Dạ, có một số anh chị đúng không ạ? Dạ rồi, và trước khi bắt đầu vào buổi dung ngày hôm nay thì Lan cũng xin dành ra khoảng 5 phút để Lan xin giới thiệu về mình một xíu để mà các anh chị trong ngày hôm nay mình có thể là
À, mình có thể là được truyền cảm hứng từ câu chuyện của Lan để mà anh chị có thể là có cái niềm tin hơn vào cái mục tiêu của mình ở trong cái thằng bài này được không ạ? Dễ. Và quê hương của Lan thì ở Thừa Thiên Huế anh chị, và hiện tại thì Lan đang sinh sống tại Đà Nẵng. Không biết là anh chị nào cùng quê hương thì anh chị có thể là comment tôi cho Lan được làm quen không ạ? Dạ, rất là tuyệt vời. Và ngay từ khi con nhỏ anh chị thì Lan đã rất là mong muốn làm như thế nào để mình có thể thay đổi cuộc sống tốt hơn. Nên là khi mà vừa mới nghỉ lớp 9 xong anh chị là Lan cũng đã vào Sài Gòn. Thì lúc đó Lan vào Sài Gòn anh chị Lan cũng làm công nhân máy thôi. Và khi mà cái hành trình như vậy thì Lan cũng cảm thấy rằng là bản thân của mình không có đủ để có thể là phát triển trong cái công việc này. Và mình nghĩ rằng nếu như mà mình cứ làm hoài thì mình cũng không có đủ sức khỏe để mà làm. Đây là hình ảnh của Lan anh chị. Và anh chị biết không ạ, Lan đã làm khoảng tầm mất là cũng hơn 10 năm trong cái ngành này anh chị. Có anh chị nào ở đây xuất phát điểm là làm công nhân không ạ? Và ngày trước Lan cùng với anh chị thì sau khi mình cảm thấy là cái công việc không có giúp cho mình khi mà giả sử ví dụ như là mình 40 tuổi hay 50 tuổi thì mình thể nào mình tiếp tục công việc này. Thì lúc đó Lan mới ở nhà và Lan nghĩ rằng là mình sẽ kinh doanh online ạ. Và Lan nghĩ rằng nếu như thời gian đầu có thể là nó sẽ khó khăn, nhưng mà thời gian sau khi mà Lan có nhiều khách hàng thì Lan sẽ có dòng tiền rất là dồi dào, cho nên là mình quyết định kinh doanh online. Và vì như vậy mình chỉ lao vào mình làm việc chứ mình không có học tập phát triển anh chị. Và với cái tư duy như vậy thì cuối cùng Lan cũng kinh doanh rất là nhiều, nhưng mà sau hơn 5 năm làm rất là nhiều dòng mỹ phẩm thì cuối cùng là Lan cũng không dưỡng tài chính. Và Lan không có cái sự thành công trong cái công việc này. Rồi sau đó thì Lan nghĩ rằng là mình phải chọn một cái ngành nghề nào đó mà gọi là không cần phải bỏ vốn, không cần phải ốm hàng. Thì bắt đầu Lan nghĩ là mình sẽ làm về tài chính hay là bất động sản, và bắt đầu Lan cũng đầu tư vào tài chính. Thì lúc đó là Lan cũng không có tư duy nên Lan cũng không có biết lựa chọn đúng. Thì sau đó là Lan cũng đã không dưỡng tài chính anh chị. Và cái thời điểm đó thì Lan là một mẹ bỉm sữa ba con. Và lúc này mình cũng không dưỡng tài chính và mình cũng bá con như vậy thì Lan cũng không có biết làm như thế nào, cái con đường nào là để giúp cho mình có thể thay đổi cuộc sống. Thì lúc đó anh chị biết không ạ, Lan đã có một người bạn là chia sẻ cho Lan là giới thiệu cho Lan bạn chè ở chợ Xu Xóa Kỳ Đông Đà Nẵng. Có anh chị nào là từng ăn chè ở Đà Nẵng chưa ạ? Dạ, thì lúc đó Lan anh chị và Lan rất là khao khát làm như thế nào để mình thay đổi cuộc sống luôn, làm thế nào để mình có thể là có được một cuộc sống tốt hơn cho con cái của mình, cho ba mẹ của mình. Mình không có chịu nổi khi mà mình cứ sống cuộc sống như vậy anh chị. Và bắt đầu khi mà Lan cũng cầu nguyện muộn hay như vậy và bắt đầu tiềm thức cũng giúp dẫn dắt Lan và giúp cho Lan gặp lại được doanh nhân Trân Vy, gặp lại câu lạc bộ. Tại vì trước đó Lan cũng biết câu lạc bộ vào năm 2018 anh chị. Nhưng mà lúc đó thì vì mình có những cái niềm tin giới hạn và mình biết rằng mình cảm nhận kiến thức rất là hay, nhưng mà mình nghĩ rằng là học nói chung là học cho biết thôi, chứ mà còn mà học chuyên sâu rồi á là để mà mình có thể là ứng dụng thành công á, thì chắc là mình không có phù hợp. Mình nghĩ rằng là anh chị nào mà tâm linh á, thì mình ứng dụng được kiến thức này, còn mình á, là mình kinh doanh á, là mình không có ứng dụng được. Và với cái suy nghĩ đó thì sao ạ? Cuối cùng thì Lan đã kinh doanh không thành công và Lan phải ra chợ bằng tre anh chị. Và lúc đó thì Lan quay lại và Lan thấy doanh nhân Trân Vy sau một cái thời gian rất là ngắn thôi nhưng mà rất là thành công. Và lúc đó thì Lan cho phép bản thân của mình gọi là nghe 100% những người thành công chia sẻ và ứng dụng hành động 100% theo những gì mà doanh nhân Trân Vy, doanh nhân Nguyễn Diệm, chủ tịch Trịnh Huy và các doanh nhân trong câu lạc bộ chia sẻ. Và Lan cũng đi lên từng bước anh chị. Đầu tiên Lan cũng ghi chép live stream từng câu từng chữ, sau đó Lan cũng live stream lại. Và cái hành trình tiếp theo khi mà Lan được sự dẫn dắt rất là tận tình của doanh nhân Trân Vy hướng dẫn cho Lan từng bước, từ khi mà Lan chưa biết gì thì bắt đầu Lan cũng đã có thể là có cái tư duy cao hơn một xíu, bắt đầu mình có cái niềm tin hơn một xíu, nhưng mà để mà thay đổi tài chính thì vẫn chưa. Thì lúc đó Lan mới đặt câu hỏi làm như thế nào để mà mình có thể là thay đổi tài chính nhanh hơn không, chứ bây giờ cứ ngồi bằng tre như vậy là Lan ứng dụng cũng thu hút nhiều khách hàng hơn, nhưng mà để mà gia tăng tài chính gấp 2, gấp 3 thì chưa có gì anh chị. Thì lúc đó Lan cũng ngồi học giống như cả anh chị và Lan nghe rất là nhiều câu chuyện chia sẻ thành công. Và Lan thấy các anh chị khi mà được đồng hành trong nhóm rèn luyện tâm thân trí, nhóm rèn luyện doanh nhân chầm tay họ ba, họ đã thay đổi cuộc sống của họ một cách vô cùng vi diệu. Và Lan tin rằng nếu như mà có những cô chủ mà 63 tuổi
mà vẫn làm được thì Lan chắc chắn là Lan mới 30 tuổi thôi thì chắc chắn Lan sẽ làm được. Và lúc đó thì mình tập trung vào kết quả và Lan đã cho phép mình có mặt trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị và nhờ những cái quy trình cải chế hóa rung, cái quy trình chạm tới sức mạnh tiềm thức của mình anh chị. Lúc này Lan đã lấy lại được cái niềm tin về chính mình. Lúc này Lan đã có được cái niềm tin rằng là Lan sẽ thành công. Chứ còn ngay trước là sau nhiều lần không có gặp rất là nhiều thử thách như vậy thì mình không còn tin vào bản thân mình nữa. Và cái lúc mà Lan bắt đầu có cái niềm tin rồi Lan rất là hạnh phúc. Mặc dù đi bằng tre nhưng mà vẫn cười mỗi ngày anh chị. Và sau đó thì Lan đã cho phép bản thân của mình bước qua một cái level cao hơn. Đó chính là Lan đã có mặt trong cái nhóm doanh nhân tràng đại Hảo Vang. Và nhờ được sự dẫn dắt tận tình của các doanh nhân của Chủ tịch Trịnh Huy, Lan được đào tạo trở thành một doanh nhân tràng đại Hảo Vang từ một cô gái bán hàng rong anh chị. Thì sau 3 năm đứng Lan đã có thể là bước ra thế giới. Lan đã có thể là có được một cái phong cách sống tuyệt vời hơn. Lan đã có thể là có một cái vóc dáng mà mình mong muốn anh chị. Ngày xưa thì mình cũng mè bỉm sữa mà, nên là mình cũng gọi là mình rất là tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng mà nhờ cái công thức của câu lạc bộ rèn luyện tâm thần trị thì Lan cũng đã có được cái vóc dáng mà mình mong muốn anh chị. Mỗi sáng là mình thay vì mình chạy tới chờ để mình bằng che thì bây giờ mình lại có thời gian để mình đầu tư cho sức khỏe của mình. Và rất là tuyệt vời anh chị, ngay trước thì vợ chồng anh chưa được hòa hợp. Khi mà mình học thì chồng mình cũng không có đồng ý. Nhưng mà nhờ ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ, bắt đầu Lan cũng thay đổi hơn được cái tính cách của mình. Bắt đầu mình cũng biết nói lời ái ngữ hơn. Bắt đầu mình cũng nhẹ nhàng hơn. Cái là bắt đầu mình cũng đã có thể ứng dụng mối quan hệ vợ chồng hòa hợp hạnh phúc hơn anh chị. Và cái lần đầu tiên Lan được ra thế giới đó là Lan đi cùng với một anh chị trong đội nhóm của Lan. Nhưng mà lần thứ hai anh chị, Lan đã có 13 anh chị đồng hành cùng Lan, rất là đây là đội nhóm của Lan được ăn mừng sinh nhật tại khách sạn 7 sao ở Thái Lan của doanh nhân Mừng Diệm, rất là tuyệt vời anh chị. Và Lan cũng đã có thể học cái công thức của Chủ tịch Trịnh Huy và Lan cũng đã có thể tạo ra một đội nhóm, một doanh nghiệp tự động hóa với 6 quốc gia trên toàn cầu. Và Lan đã có thể là tạo ra được cái dòng thu nhập thụ động dồi dào cho mình. Và rất là tuyệt vời anh chị, cái mơ ước của Lan là được truyền cảm hứng cho mọi người. Và anh chị việc gì Lan cũng đã có thể thực hiện được mơ ước đó. Lan có thể đứng trước cái sân khấu là hàng ngàn người để có thể là truyền cảm hứng cái câu chuyện thành công của mình. Người khác làm được thì mình cũng làm được, thậm chí là làm tốt hơn. Steve Jobs không xây dựng Apple bằng cách chơi game. Usain Bolt không vô địch thế giới bằng cách ngủ thật nhiều. Tượng vàng Oscar không tự có chân để tìm đến Leonardo DiCaprio. Vẫn là câu nói kinh điển, no pain, no gain. Không có sự đau đớn thì sẽ không có thành quả. Cái mà bạn đang chịu đựng chính là nỗi đau để đổi lấy những gì bạn hằng mơ ước. Thật đáng tiếc khi có nhiều người bỏ. Dạ, rất là tuyệt vời. Đó là một cái hành trình khi mà trong 3 năm Lan được ứng dụng công câu lạc bộ anh chị, từ một cô gái bán hàng rong với thu nhập rất là cao nhất của Lan là 5 triệu một tháng. Bây giờ Lan là có thể tạo ra thu nhập chỉ con số, Lan đã có được dòng thu nhập thụ động và Lan rất là biết ơn ba người thầy, đó chính là Chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trương Vy, là ba người thầy đã có thể dìu dắt Lan và giúp cho Lan có thể là thay đổi cuộc sống của mình trong ngày hôm nay, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt Lan rất là biết ơn tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ đã ngày đêm cống hiến và chia sẻ cho Lan, chia sẻ cho hàng nghìn anh chị có thể là tái tạo lại cuộc đời của mình, rất là tuyệt vời. Và anh chị việc có một cái điểm chung gì không ạ? Ngày hôm nay rất là tuyệt vời anh chị, kể cả chị Đầu Hà hay là bạn Như Ý hay Lan đều là mẹ bỉm sữa ba con anh chị, thấy tuyệt vời ạ. Nhưng mà vẫn có thể là ứng dụng công thức của câu lạc bộ và tạo ra được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Và cái thời khắc mà Lan ngồi bần tre như vậy và Lan học cùng câu lạc bộ thì Lan nhớ Lan đã từng nói một cái câu rằng nếu như ngày hôm nay mình cũng đang chưa dương tài chính, mình cũng đang là mẹ bỉm sữa ba con, mình cũng đáng là mối quan hệ là chưa hòa hợp, gia đình cũng chưa đồng ý cho mình học, nhưng nếu như mà Lan có thể ứng dụng cái công thức của Chủ tịch Trịnh Huy thành công thì Lan tin rằng sau này bất kỳ anh chị nào, cho dù là cái xuất phát điểm của anh chị như thế nào thì anh chị hoàn toàn ứng dụng cái công thức của Chủ tịch Trịnh Huy của câu lạc bộ thành công, đúng ạ. Yes, và bao nhiêu anh chị tin rằng là nếu như mà Lan làm được và hàng nghìn anh chị trong câu lạc bộ làm được thì mình cũng sẽ là người thành công tiếp theo, anh chị có thể comment tôi, đúng ạ. Dạ, rất là tuyệt vời.
làm như thế nào, có nhiều anh chị hỏi làm như thế nào, anh chị hãy bám sát nhóm trưởng của mình, đồng hành câu lạc bộ trong 30 ngày tiếp theo trong tháng 7 này. Câu lạc bộ sẽ dẫn dắt cho anh chị từng bước, tại vì thành công là một hành trình, không thể nào trong một ngày mà anh chị có thể học hết cái công thức của chủ tịch Trịnh Huy đúng ạ. Nên là 30 ngày tiếp theo câu lạc bộ sẽ từng bước chia sẻ cho anh chị từng bước làm như thế nào để anh chị có thể là đi lên một cái cuộc sống thành công hơn đúng không anh chị. Và ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó chính là gì ạ? Chúng ta sẽ thiết lập cái bức tranh mục tiêu trong cái tài chính trong cái tháng 7 này. Gọi là ngày hôm nay thì anh cũng mới nhận được cái thông tin rất là tuyệt vời là trong cái buổi sáng hôm nay thì anh cũng đã chia sẻ cái cách làm bức tranh mục tiêu cho đội nhóm của anh. Tối nay anh lại chia sẻ cái chủ đề này thì rất là tuyệt vời. Nếu như mà anh chị nào mình chưa hoàn thành thì mình có thể là tiếp tục tham gia cùng anh trong ngày hôm nay để mình có thể hoàn thành được ạ. Và trước khi chia sẻ cái chương trình này thì Lan cũng sẽ chia sẻ qua một số hình ảnh của rất là nhiều anh chị mà Lan cũng đã gieo hạt, gieo duyên giúp cho anh chị biết tới cái môi trường câu lạc bộ Tràng Tai Hòa Vang. Và cả anh chị cũng đã vận dụng cái công thức này, và cả anh chị cũng đã có thể là đạt được cái mục tiêu 30 ngày của mình rất là vì nhiều anh chị. Đây là một số hình ảnh mà cả anh chị cũng viết ra cái mục tiêu 30 ngày và cả anh chị đạt được anh chị. Đây là một chị gái cũng kinh doanh, nhưng mà trước khi mà vào đấy thì chị chỉ có thu nhập 30 triệu. Nhưng khi mà sau khi ứng dụng công thức câu lạc bộ trong khoảng một năm, anh chị đã đạt được thu nhập 9 con số. Và rất là nhiều anh chị mà Lan có thể chia sẻ lên đây để anh chị có thể là ra quyết định đúng không? Nếu như mà các anh chị này ứng dụng thành công thì tôi cũng sẽ ứng dụng thành công. Đây là một anh là cũng làm về cơ khí anh chị, và anh cũng đã ứng dụng công thức này. Từ cái thu nhập 15 triệu, anh cũng đã có thể là tạo ra thu nhập 9 con số. Và rất là nhiều anh chị họ đã ăn mừng công lành, đạt được mục tiêu của mình. Đây là một chị gái cũng rất là tuyệt vời anh chị cũng làm bên kinh doanh xây dựng. Thì trước khi mà vào câu lạc bộ thì cái doanh thu của chị là trong một năm là 6 đến 7 tỷ, nhưng mà trong một năm học tập đồng hành cùng câu lạc bộ thì cái doanh thu của chị đã tăng lên rất là 11 đến 13 tỷ một năm anh chị. Rất là tuyệt vời, đây là cái mục tiêu trong một tháng của chị mà chị đã đạt được. Và rất là nhiều anh chị họ cũng đã ăn mừng với Lan, họ cũng đã đạt được cái mục tiêu tài chính của họ. Rất là tuyệt vời ạ. Và hôm nay Lan chia sẻ một số hình ảnh để mà anh chị có thể là có cái niềm tin. Và anh chị biết rằng cái công thức này là không chỉ là một người mà rất là nhiều người họ đã ứng dụng thành công. Nên là nếu như mà anh chị có cái sự nghiêm túc và anh chị ứng dụng đúng cái công thức mà câu lạc bộ chia sẻ trong cái hành trình 30 ngày tiếp theo thì anh chị cũng sẽ đạt được cái mục tiêu của mình đúng ạ. Bao nhiêu anh chị mình rất là sẵn sàng cho cái buổi tối hôm nay rồi, anh chị có thể comment tôi sẵn sàng được không ạ? Bao nhiêu anh chị ra quyết định là trong tháng 7 này tôi sẽ hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu một cách vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Và mình cam kết mình sẽ đồng hành cùng câu lạc bộ cho dù là hiện tại anh chị có bận như thế nào, nhưng quan trọng là mấy chục năm qua mình đã bận rất là nhiều, nhưng mà mình nếu như mình chưa có đạt được cái tài chính, cái sức khỏe, cái mối quan hệ như mình mong muốn thì mình hãy cho phép bản thân của mình trong 30 ngày tiếp theo đồng hành, tập trung tâm thân trí của mình. Nếu như mà anh chị nào tháng trước chưa có kết quả thì anh chị chưa tập trung tâm thân trí mà thôi. Hoặc là nếu như mà anh chị nào lần đầu tiên mà mình biết mới biết tới câu lạc bộ thì mình hãy cho phép mình trong 30 ngày tiếp theo này mình hãy dùng tâm thân trí để mình có thể bám sát câu lạc bộ, mình học tập một cách nghiêm túc, mình ghi chép một cách nghiêm túc, mình ăn mừng thành công, mình khoe lại những gì mình được học với nhóm trường của mình để mà câu lạc bộ sẽ có thể là có cơ hội giúp cho anh chị có được cái lộ trình, anh chị khai phá được cái sức mạnh phi thường bên trong của mình, tận dụng được sức mạnh tiềm thức của mình để mà anh chị có thể là đạt được những cái mục tiêu lớn hơn không ạ? Bao nhiêu anh chị mình sẵn sàng và cam kết cho cái sự thành công của mình có thể comment tôi sẵn sàng được không ạ? Dạ, rất là tuyệt vời. Và trước khi bắt đầu vào buổi dung ngày hôm nay thì anh chị hãy chuẩn bị cho mình ba thứ rất là quan trọng ạ. Thứ gì anh chị biết không ạ? Thứ nhất là nụ cười trên môi, được không anh chị ơi? Bao nhiêu anh chị mình đã có cái nụ cười rất là tươi ạ. Và cái thứ hai thì mình hãy chuẩn bị cho mình một cái ly nước bên cạnh để mà bổ sung cho bộ não thiên tài của mình đứng ạ. Cái thứ ba thì mình hãy có sổ bút để mình có thể là làm lại cái bức tranh của mình anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì cũng có một số anh chị mình chưa được học buổi tối hôm qua, thì bây giờ là anh chị tóm tắt lại rất là ngắn gọn thôi cái công thức năm yếu tố SMART
để mà giúp anh chị có thể là làm cái mục tiêu trong ngày hôm nay được ạ. Dạ, đâu cháu Lan xin hỏi là cống customer có bao nhiêu bước ạ? Anh chị nào hôm qua mình đã học có thể comment giúp Lan được không ạ? Dạ có bao nhiêu bữa ạ? Hồi nãy thấy nhiều anh chị comment là tôi có học mà ta. Dạ tuyệt vời quá. Dạ đúng rồi ạ, 5 bước. Dạ bước đầu tiên đó chị ạ. À, bước đầu tiên đó chính là cái mục tiêu của mình. À, phải cụ thể rõ ràng đứng anh chị ơi. Thì trong cái cuộc sống của mình để mà có thể là đưa ra một cái cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn thì mình sẽ không có tập trung vào tài chính không ạ. Mà mình sẽ tập trung vào ba yếu tố đó chính là tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. Mình chọn cả ba được không anh chị ơi? Ở ngày xưa mà chưa biết câu lạc bộ anh chị là lanh cự nghe mọi người xung quanh nói là à, bạn chỉ chọn một trong hai thôi. Một là bạn hạnh phúc, hai là bạn thành công. Còn mà bạn thể nào mà vừa thành công vừa hạnh phúc được. Nên là mình bị néo như vậy, cái là cuộc sống của mình cũng như vậy luôn anh chị. Nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ lanh là có cả ba. À, lanh có cả thành công tài chính, lanh có cả sức khỏe và lanh có cả mối quan hệ hòa hợp. Bao nhiêu anh chị ra quyết định là tôi và đại gia đình của tôi là phải có một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng như vậy ạ. Có thể comment tôi được không ạ? Dạ. Nên là chúng ta sẽ tập trung vào ba cái mục tiêu này anh chị ha. Dạ. Dạ và cái thứ hai là phải đo lường được đúng anh chị. Ví dụ như là anh chị đặt mục tiêu là tiền thì số tiền là bao nhiêu anh chị cần phải cụ thể rõ ràng. Ví dụ bình thường là cái thu nhập 2 tháng gần nhất, tháng nay là tháng 7. Đúng anh chị, vậy thì anh chị sẽ xem tháng 5 và tháng 6 cái thu nhập của mình là mỗi tháng là bao nhiêu. Và anh chị cộng lại sau đó là anh chị có thể là chia hai ra và anh chị đặt gấp đôi lên. Ví dụ bình quân mỗi tháng của anh chị là 20 triệu. Đúng ạ. Thì trong cái tháng này anh chị sẽ đặt lên 40 triệu. Có nghĩa là anh chị sẽ đặt gấp đôi lên bình quân thu nhập của mình. Được không anh chị ơi? Yes. Và đó là cái số 2. Và cái quan trọng hơn nữa đó chính là cái mục tiêu này nó phải có gì, nó phải có ý nghĩa với bạn đúng anh chị, nó phải có ý nghĩa với bạn. Tại vì sao mà trên hành trình có rất là nhiều người họ liên tục tiến tới cái mục tiêu của họ cho tới khi thành công, nhưng mà lại có những nhóm người là họ sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Tại vì là có thể là cái mục tiêu của họ là họ cảm thấy nó chưa có ý nghĩa lớn đối với họ, nên là họ mới ở cái ngưỡng mong muốn thôi. Có nghĩa là đạt được thì tuyệt vời, nhưng mà không đạt được thì cũng không sao. Nhưng mà những người ấy là họ quyết tâm anh chị thì họ có một ý nghĩa rất là lớn, rất là rõ ràng, và họ cam kết cho tới khi mà họ làm được, họ cam kết hành động cho tới khi mà họ thành công. À, ví dụ như là ý nghĩa của anh chị đã thấy được ý nghĩa của mình không ạ? À, ví dụ hiện tại là tôi nếu như mà lo cho bản thân của tôi thôi thì cũng ok, nhưng mà bây giờ là tôi mong muốn là phải cho ba mẹ tôi một cái môi trường, một cái ngôi nhà ở tuyệt vời hơn, một cái không khí trong lành hơn. À, một cái gì ạ? Một cái chế độ ăn dinh dưỡng tuyệt vời hơn, à, để ba mẹ của mình khỏe mạnh và sống lâu hơn với mình. Hay là mình muốn là con cái của mình phải được học cái ngôi trường tốt nhất, à, con cái của mình sẽ được những cái chế độ giáo dục tuyệt vời nhất. Đấy, và mình muốn gia đình của mình sẽ có một cuộc sống là dư dả đủ đầy. Mình mong muốn là mình không những là mình sống một cái góc nhỏ bỏ hẹp mình thôi, mà mình muốn là mình phải thành công để mình truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Dạ, và cái ý nghĩa đó nó rất là quan trọng, để mà nó ý nghĩa nó quan trọng tới nỗi là một buổi sáng đó là nó quan trọng hơn cả giấc ngủ của mình. Để mà mình phải ngồi bật dậy để mà có thể là thực hiện cái mục tiêu đó. À, cho anh xin hỏi bao nhiêu anh chị mình đã có cái ý nghĩa rất là lớn đối với mục tiêu của mình ạ? À, anh chị có thể comment tôi giúp lành đứng ạ. À, ngày trước là anh chị khi mà lành gọi là mới vào câu lạc bộ, lúc đó Lan nhớ là mẹ của Lan thích ăn một cái món ăn gì đó, nhưng mà nó cũng chỉ là khoảng 20.000 anh chị, nhưng mà Lan không có đủ để mà có thể là mua cho hai bé, mà Lan chỉ mua đủ 10.000 để mà có thể bẻ đôi ra mà chia cho hai đứa thôi. Và lúc đó thì con mình rất là thích, con gọi là em bé đúng không anh chị, trẻ em thì rất là thích đi siêu thị hay là thích mua cái này cái kia. Nhưng mà lúc đó thì mình không có đủ khả năng anh chị, tại vì tiền mỗi tháng là chỉ có đóng ngân hàng thôi. Và lúc đó thì Lan cảm thấy rất là không có dễ chịu, và mình không có chịu đựng được.
mình không có thể chịu đựng được cái hình ảnh đó. Và mình rất là ý nghĩa với cái việc đó là mình dư giả tiền bạc để mình có thể là đưa con mình đi siêu thị, rồi con thích chọn gì thì chọn, thích mua gì thì mua. Mình rất là hạnh phúc khi mà nghĩ về hình ảnh đó. Và mình về nhà ba mẹ mình thích sắm cái gì thì mình sắm. Và bắt đầu cái điều đó nó làm cho lành nội cái khao khát của mình lớn hơn. Và cái điều đó giúp cho mình có sự hành động mạnh mẽ, nghiêm túc hơn. Đúng ạ. Dạ, và cái yếu tố số 3 đó chính là ở thì hiện tại. Thì hiện tại là sao? Ví dụ như là anh chị cái mục tiêu 30 ngày, nhưng mà anh chị không nói là 30 ngày sau tôi đạt được hay là tôi chắc chắn, tôi cam kết, mà là phải ở thì hiện tại. Thì công thức là sao ạ? Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2024, tiền về lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng gì ạ? Ví dụ như là ngân hàng Techcombank của tôi là bao nhiêu? Anh chị sẽ viết ra đứng, anh chị có thể comment cái mục tiêu của mình ra đứng ạ. Để mà Lan sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho anh chị nhé. Đó là cái ở thi hiện tại. Và cái tiếp theo anh chị là nó cũng bất khả thi nhưng mà không phí thực tế anh chị nhé. Đó có nghĩa là một cái mục tiêu anh chị cũng đừng có đặt nó thấp quá, nhưng mà cũng đừng có đặt vụng quá. Ví dụ như mình mới học xong mình thấy là ồ chắc là mình có thể làm tất cả mọi thứ bằng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Cái mình đặt cái mục tiêu của mình nó lớn quá, gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Đó thì nó không có phí thực tế anh chị ha. Bất khả thi nhưng mà không phi thực tế. Tốt nhất là anh chị nên đặt gấp đôi, đúng ạ. Và cái thứ năm anh chị đó chính là mình cần phải có mốc thời gian. Mốc thời gian thì sau này kể cả mục tiêu này hoặc là anh chị có những cái mục tiêu về ngôi nhà hay là chiếc xe thì anh chị cũng có thể là đặt cái mục tiêu này. Ví dụ hôm nay ngày tháng năm bao nhiêu, tôi sở hữu ngôi nhà như thế nào hay là tôi sở hữu chiếc xe như thế nào, thì những cái ngày tiếp theo anh chị sẽ có những doanh nhân để hướng dẫn cho anh chị cái cách làm bức tranh thôi miên. Rất là tuyệt vời anh chị, Lan cũng đã ứng dụng luật hấp dẫn và Lan cũng đã sở hữu cái ngôi nhà mơ ước của mình. Lan cũng đã có thể là đạt được chiếc xe ô tô mơ ước cho gia đình của mình thông qua luật hấp dẫn. Rất là tuyệt vời ạ. Anh chị đã có cái mục tiêu của mình chưa ạ? Dạ, chị Diều bán là mình ghi chưa đủ thì chị phải ghi là hôm nay nha. Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2024 tôi có 300 triệu đồng trong tài khoản MB của mình. Chị phải ghi là 300 triệu lợi nhuận ạ. À. Phải có từ lợi nhuận vào được không anh chị ơi? Và anh chị lưu ý khi mà anh chị làm bức tranh xong anh chị hãy chụp lại gửi cho nhóm trưởng của mình. Để nhóm trưởng của mình sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho anh chị được không ạ? À? Giống như là chị Diêu bắn qua nãy giờ không có comment lên là Lan không có việc để chỉnh sửa chị rồi. Nên là anh chị có thể là gửi lời cảm ơn tới nhóm trưởng của mình á. Rất là tuyệt vời như họ có thể kèm cặp mình mà giúp cho mình có thể ứng dụng thành công. Nên là anh chị cần bám sát nhóm trưởng của mình. Và mỗi anh chị ở đấy á, thì mình chỉ được học một nhóm trưởng thôi. Đúng ạ. À, mình chỉ được học một nhóm thôi anh chị ha. Trường hợp mà mình đang ở hai ba nhóm á, thì mình vui lòng mình quay lại cái nhóm đầu tiên. Giúp cho mình biết tới câu lạc bộ chàng tay hả va. Đúng anh chị ơi. Chị Tuyển Trình, hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2024 tôi có 70 triệu đồng lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng Techcombank của tôi. Dễ tuyệt vời ạ. Đúng rồi ạ. Lan xin chúc mừng chị Tuyển, chị Kim Tuyển ạ. Chị Đằng Mai, hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2024 tôi có số tiền lợi nhuận là 40 triệu đồng trong tài khoản Vietinbank của tôi. Yes, siêu tuyệt vời. Lan xin chúc mừng chị ạ. Chị Lan Nguyễn, hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024 tôi có lợi nhuận 120 triệu đồng. Tôi có lợi nhuận 120 triệu trong tài khoản ngân hàng Agribank của tôi. Yes, quá tuyệt vời. Lan xin chúc mừng chị Hiền. Mục tiêu trong tháng 7 của tôi sẽ có. Sẽ, theo anh chị có đúng ạ? À? Sẽ có. Sẽ có. Sẽ là có chứ ạ? À? À, sẽ là chưa ạ? À? Mình không có dùng từ sẽ gì hết. Sẽ là chưa đạt. Mục tiêu trong tháng 7 của tôi. Ví dụ như là chị sẽ thấy là cái mục tiêu của chị là như thế nào ạ? Hôm nay ngày hơi nhanh, hơi nhanh. Dạ, mình sẽ không dùng từ sẽ, mình không còn dùng từ là tôi chắc chắn, tôi cam kết, mà là tôi sở hữu, tôi đạt được không anh chị ơi?
mình dùng ở ngôn từ ở thì hiện tại, tại vì tiềm thức thì không có biết tương lai cũng không biết quá khứ, tiềm thức chỉ biết hiện tại thôi ạ. Dạ rồi, tuyệt vời quá, lần thấy là cả anh chị mình đã bắt đầu là mình đã đặt cái công thức đúng rồi ạ, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ là anh sẽ hướng dẫn cho anh chị cái bài mẫu nhé, để mà anh chị có thể là viết ra cái bức tranh mục tiêu của mình đúng ạ. Đó, và anh chị có thể là viết luôn, nếu như mà anh chị nào ghi không kịp á thì anh chị có thể xin là nhóm trưởng lại cái livestream ngày hôm nay đúng ạ. Đó thì đầu tiên thì mục tiêu anh chị nên ghi kèm cái từ cảm ơn kết quả nhiệm màu đúng ạ. Hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024, trong cái mục tiêu anh chị lưu ý á, thì trong cái bài anh chị á, thì phải có đầu tiên á, là anh chị phải diễn tả được năm giác quan của mình đúng không anh chị ơi. Có nghĩa là ví dụ cái ngày 30 tháng 7 đó anh chị đã hoàn thành cái mục tiêu của mình rồi, và lúc này anh chị đang ở đâu, lúc này anh chị đang mặc bộ đồ màu gì, lúc này bên cạnh anh chị là ai, người nào chúc mừng cho anh chị đầu tiên. Anh chị nghe được cái âm thanh chúc mừng của người nào đầu tiên, điều này rất là quan trọng ạ. Và anh chị cần phải đưa năm giác quan của mình vào, ví dụ lúc này là mắt của mình nhìn thấy gì, tai của mình đang nghe được âm thanh gì, mũi của mình đang ngửi được mùi hương gì, và miệng của mình đang ăn hay là uống gì đúng không anh chị ơi. Phải đưa cả năm giác quan vào thì nó mới chạm tới cái giác quan thứ sáu là tiềm thức đúng ạ. Thì bây giờ là anh sẽ đọc chia sẻ một cái ví dụ thôi, cái ví dụ này thì anh chị tham khảo thôi, còn lại là anh chị hãy làm theo cái mục tiêu của mình, làm theo cái mục tiêu mà anh chị cảm xúc nhất đúng ạ. Anh chị đã chuẩn bị sổ bút của mình rồi ạ chưa ạ? Lan thì Lan viết rồi nên Lan không có viết nữa đúng ạ. Hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024, bây giờ là mấy giờ ạ? Cái lúc mà anh chị ăn mừng thành công là mấy giờ ạ? Và anh chị hãy diễn tả cái hình ảnh đó, lúc này là mình đang hưởng thụ nhé, có nghĩa là có thể lúc này mình đang đi ăn nhà hàng với gia đình, hoặc là mình đang đi uống cà phê, đi uống nước, hoặc là lúc này mình đang ngồi học công câu lạc bộ. Nói chung là cái lúc này là cái lúc mà mình đang thư giãn, chứ mình đừng có diễn tả là lúc này là tôi đang đi làm việc quần quật thì không có được ok lắm. Mình đưa vào cái bức tranh mục tiêu của mình đó là một cái phong cách sống tuyệt vời được không anh chị ơi. Dạ rồi, hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024, bây giờ là mấy giờ ạ? Bây giờ là buổi sáng hay là buổi tối ạ? Buổi trưa hay buổi chiều ạ? Ví dụ bây giờ là 20 giờ 30, tôi đang ngồi học ở trong căn phòng của tôi, căn phòng của anh chị có màu gì? Hoặc là bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang đi một đi uống cà phê tại một cái quán nước nào đó, hoặc là tôi đang đi ăn cùng với gia đình tôi tại một cái nhà hàng nào đó đúng là cái nơi mà anh chị cảm thấy gần gũi. Dạ rồi, hoặc là tôi đang ngồi học trong cái căn phòng của tôi, căn phòng của anh chị là có màu gì, anh chị đang ngồi trên cái kệ màu gì ạ? Ví dụ tôi đang ngồi trong căn phòng màu trắng của tôi. Đấy. Tôi lúc này như thế nào, căn phòng của tôi tràn ngập những ánh sáng sáng trong tiên nghi và tuyệt vời đúng không? Anh chị hãy diễn tả cái khung cảnh đó ra. Yes, anh chị thấy hình ảnh này chưa? Anh chị có thể viết vào nhé. Căn phòng, nếu mà anh chị đang ngồi học cùng câu lạc bộ đó, mình có thể diễn tả lúc này sao? Lúc này là ngày cuối tháng, ngày 30 tháng 7 đúng không anh chị? Và lúc này là cả hơn 3.000 người của chúng ta đang tụ họp lại đây. Và chúng ta đang ngồi trên một cái buổi Zoom đúng không anh chị? Và lúc này thì tất cả chúng ta đều đang ăn mừng thành công của nhau. Đúng ạ. Tôi đang tận hưởng. Lúc này là sao? Tôi đang tận hưởng một bầu không khí rất là sôi nổi. Anh chị vào Zoom là có phải là cái bầu không khí rất là sôi nổi, rất là hào hứng, rất là nhiệt huyết không ạ? Còn nếu như mà anh chị đang đi uống cà phê tại một cái quán nào đó thì không khí bây giờ rất là mát, rất là trong lành, hoặc là một nhà hàng nào đó thì rất là sang trọng. Anh chị hãy diễn tả cái bức tranh mà anh chị thấy cảm xúc đúng ạ. Đó, và lúc này thì tôi đang rất là háo hức đúng ạ. Tôi đang rất là háo hức. Và tôi hít một hơi thật sâu, thở ra một cách rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Dạ, lúc này anh chị đang tận hưởng bầu không khí như thế nào ạ?
À, tôi đang trong cái căn phòng của tôi để chuẩn bị đến giờ học Zoom của mọi người. Tôi đang tận hưởng một bầu không khí rất là sôi nổi, rất là hào hứng, rất là nhiệt huyết. À, và tôi đang hít một hơi thật sâu, thở ra một cách rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Và ngay lúc này đấy, anh chị đang mặc bộ đồ màu gì ạ? Ngay lúc này đây anh chị đang mặc bộ đồ màu gì ạ? À, ví dụ ngay lúc này đấy thì tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh. Dễ. Hoặc là anh chị đang mặc bộ đồ màu gì mà anh chị yêu thích, hãy đưa vào. Màu gì ạ? À, và cái bộ váy của anh chị thì trông như thế nào ạ? À, bộ váy của tôi là trông rất là dễ thương, rất là xinh đẹp, rất là sang trọng. Và anh chị cảm cảm giác cái không khí bây giờ như thế nào ạ? À, tôi cảm giác không khí tràn đầy tình yêu thương. À, lúc này tôi cảm nhận được một bầu không khí tràn đầy yêu thương. Bao nhiêu anh chị mình bao chúng mình cảm nhận được không khí này rất là nhiệt huyết, rất là năng lượng, rất là yêu thương ạ. À, tôi cảm nhận một năng lượng tràn đầy tình yêu thương như một thông điệp gửi vào vũ trụ. Như một thông điệp gửi vào vũ trụ. Lúc này sao tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu bao la từ vũ trụ. À, tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu bao la từ vũ trụ. Những điều tuyệt vời. Những điều tuyệt vời. Sự may mắn. Sự may mắn. Anh chị mong muốn điều gì nữa? À, những phúc với anh. Những thuận lợi. Những điều tuyệt vời, sự may mắn, những phúc lành và thuận lợi. À, và mọi kết quả đến với tôi một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, nhanh chóng và chính xác như từng hơi thở. Trời, đưa những cái ngôn từ mà anh chị cảm xúc vào ha. À, lúc này anh chị cảm nhận như thế nào? À, tôi sẵn sàng đón những tình yêu bao la từ vũ trụ, những điều tuyệt vời, sự may mắn, thuận lợi. Và mọi kết quả đến với tôi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, nhanh chóng, chính xác, như từng hơi thở. Lúc này sao ạ? Lúc này anh chị sẽ như thế nào ạ? Lúc này tôi nở một cái nụ cười thật là tươi. Anh chị vào câu lạc bộ có được nhóm trưởng mình nhắc không ạ? Lúc nào vào câu lạc bộ là bạn phải cười nha. Bạn phải cười nhiều thì bạn mới thuộc may mắn. Bạn cười nhiều quá thì bạn mới ở cái tần số năng lượng cao. Lúc này tôi đang nở một nụ cười thật là tươi. À, một nụ cười rất là tráng hoa. À, cảm nhận bầu không khí rất là nhiệt huyết. Rất là năng lượng đỉnh cao này. Anh chị tới đoạn này chưa? À, lúc này anh chị sẽ như thế nào ạ? Tôi nở một nụ cười rất là tươi, tráng hoa, cảm nhận bầu không khí nhiệt huyết, năng lượng đỉnh cao này đúng không ạ? Rồi là anh chị nghe được âm thanh gì ạ? Tiếng âm thanh trong buổi dung phát ra rất là hào hứng, rất là sôi nổi. Hay là anh chị nghe được cái tiếng âm thanh của các doanh nhân, của những anh chị MC đúng không ạ? Đang chia sẻ, đang đọc cái thành công của mọi người. Đúng ạ. Anh chị nếu như mà anh chị ở trong buổi Zoom á thì anh chị có thể diễn tả như vậy. Còn ví dụ lúc này anh chị đang ở một cái khách sạn hay một cái nhà hàng 5 sao, thì lúc này anh chị nghe một cái tiếng nhạc du dương như thế nào ở trong cái nhà hàng đó. Rồi là anh chị nghe thấy là gọi là cái tiếng người qua lại như thế nào. Họ đang nói những cái câu chuyện rất là vui vẻ, rất là đâm ấm yêu thương như thế nào. Đó, thì cái phần này là anh chị đang diễn tả về gì ạ? Về thính giác đúng ạ. Anh chị đang nghe âm thanh gì ạ? À, lúc này tôi đang nghe âm thanh, ví dụ đang ở trong Zoom đúng ạ. Thì lúc này tôi đang nghe tiếng âm thanh của các doanh nhân, của các anh chị MC đang chia sẻ, đang đọc tuyên bố, đang ăn mừng thành công của mọi người, đang chúc mừng thành công của hơn 3.000 anh chị. Đang chúc mừng thành công của hơn 3.000 anh chị trong câu lạc bộ Chạm Tay Hỏa Vang. À, yes, anh chị nghe được âm thanh gì nữa?
kèm theo một cái tiếng nhạc vô cùng truyền cảm hứng, như hòa thành một giai điệu, như hòa thành một giai điệu nhạc thành công của tôi trong ngày hôm nay. Những cái âm thanh mà anh chị nghe đúng không, mình sẽ néo lại, giống như là một giai điệu thành công của tôi trong ngày hôm nay. Dạ, đó là cái phần thánh giác. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là vị giác. Lúc này sao ạ? Lúc này trên tay anh chị đang có cái gì ạ? Ví dụ lúc này là trên tay tôi đang cầm là một ly trà thanh xuân, hay là một cái ly collagen. Ví dụ là đúng không? Trên tay tôi là đang cầm một ly collagen. Sao ạ? Hương thơm dịu nhẹ. Rồi anh chị uống vào, anh chị cảm thấy như thế nào? Cái món ăn, cái thức ăn nào anh chị yêu thích, anh chị có thể đưa vào. Đấy. Hương thơm thật là tuyệt vời. Đấy, và tôi đưa lên bờ môi đỏ mọng, tươi thắm. Tôi thưởng thức một ly collagen. Rất là tuyệt vời. Đây chính là hương vị thành công của tôi trong ngày hôm nay. Hoặc là anh chị đang ở một cái nhà hàng cùng gia đình của mình thì anh chị đang ăn cái gì? Mình đang ăn cái món ăn gì? Thế đó, mình đang ăn một cái thức ăn đồ nướng hay là mình đang ăn lẩu thì mình có thể là đưa vào cái bức tranh của mình được không ạ? Dạ, anh chị đã thấy được cái vị giác của mình chưa? Anh chị đã ngửi được cái mùi hương thơm của thức ăn của mình chưa? Dạ rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo anh chị có thể là đưa cái mục tiêu sức khỏe vào ạ. Giờ đấy tôi đang sở hữu một cái body như thế nào? Giờ đấy tôi đang sở hữu một cái body chuẩn bằng một là bao nhiêu xăng? Anh chị mong muốn cái sức khỏe của mình trong 30 ngày tiếp theo là như thế nào? Phải cụ thể rõ ràng tới từng cm. Dạ, vòng 1 là bao nhiêu xăng? Ví dụ vòng 1 là 85 xăng, vòng 2 là 60 xăng, vòng 3 là 95 xăng. Đó, ví dụ đó, thì nó chống tùy vào mục tiêu của anh chị. Rồi là anh chị có cái cân nặng là bao nhiêu? Cân nặng trong 30 ngày tiếp theo anh chị là bao nhiêu? Rồi là tuổi tế bào là bao nhiêu? Tuổi tế bào là gì? Tuổi tế bào là tuổi bên trong của mình. Ví dụ như là Lành đó là 33 tuổi đúng không anh chị? Nhưng mà Lành ứng dụng cái công thức trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị câu lạc bộ, ăn đồng uống đủ vận động hợp lý, cho nên nó là tuổi tế bào của Lành nó là chỉ có là 18-20 thôi anh chị, tuyệt vời ạ. Nên là vào câu lạc bộ là mình sẽ được học cái công thức mà ngày trôi qua là mình phải càng trẻ khỏe đẹp. Bao nhiêu anh chị mong muốn là ngày trôi qua càng trẻ khỏe đẹp ạ? Anh chị có thể comment tôi giúp Lành được ạ. Rất là tuyệt vời anh chị, đưa ngay vào câu lạc bộ là Lành có thể là mình trẻ ra. Dạ, vậy thì anh chị nào mà thích điều này thì chắc là phải bạn câu lạc bộ suốt đời rồi anh chị. Lành rất là thích điều này cho nên Lành bạn câu lạc bộ suốt đời. Dạ rồi, một vóc dáng như thế nào ạ? Anh chị cảm thấy mình có một vóc dáng như thế nào? Một vóc dáng hoàn hảo. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng trước thành quả của mình. Tôi rất là vui sướng trước thành quả của mình. Đúng ạ, sau 30 ngày, ngày trước là cũng thích ăn cay nhiều lắm, mà bây giờ là bớt bớt lại rồi. Từ khi vào câu lạc bộ bắt đầu yêu thương cơ thể của mình hơn, mấy món mà cay rán là bỏ qua, bắt đầu là ăn món lành mạnh hơn, dinh dưỡng tuyệt vời hơn, đúng ạ. Cái là những cái ngôn từ mà không có tích cực đó thì không có nói nữa, bắt đầu là chỉ cho tâm trí của mình, cơ thể tế bào của mình là ăn những cái ngôn từ tích cực thôi. Dạ, và trong suốt 30 ngày rèn luyện là cuối cùng mình là có một cái làn da đẹp hơn, một vóc dáng hoàn hảo hơn. Lúc này anh chị cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy tự hào không ạ? Lúc này tôi cảm thấy vô cùng vui sướng, vô cùng tự hào trước thành quả của mình. Lúc này tôi đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời, cảm nhận sự phát triển của cơ thể, một vóc dáng hoàn hảo. Anh chị cứ việc ra đi ạ, bây giờ mình chưa hoàn hảo không sao. Vào câu lạc bộ là hoàn hảo hết đúng anh chị. Sắp tới mà anh chị nào mà được tham gia rèn luyện tâm thân trí á, là doanh nhân Nguyễn Diệm là sẽ có cái công thức mà đồ body cho anh chị luôn, đồ body cho dạng sinh ra đúng ạ. À, anh chị nào thích ạ? À?
cảm nhận sự phát triển của cơ thể một vóc dáng hoàn hảo, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tràn đầy năng lượng, mà lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng, từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân, tràn đầy năng lượng cho sáng về tối. Ở nhà anh chị thấy là câu lạc bộ mình tuyệt vời ạ. À, sáng là thức dậy 4:35 quy trình, buổi tối là đặt hàng vũ trụ tới 11 giờ, mà lúc nào cũng rất là tràn đầy năng lượng đỉnh cao. Anh chị có thích là mình có một cái sức khỏe tràn đầy năng lượng tuyệt vời như vậy nè? Có thể comment tôi đúng hả? Dạ, vậy thì mình sẽ viết ra mục tiêu cho mình anh chị nhé. Anh chị yên tâm, những gì mà anh chị viết ra rồi sẽ trở thành sự thật. Một vóc dáng hoàn hảo, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Ngày trước anh chị lành cái da mặt của lành nó lành không có biết cách chăm sóc á, để là nổi những cái bông hồng bông đỏ đó. Em bắt đầu vào câu lạc bộ, bắt đầu câu lạc bộ hướng dẫn cái công thức cho lành. À, do nhân nguyện diện hướng dẫn công thức cho lành, bắt đầu lành ứng dụng, cái bắt đầu là da của mình từ từ cũng đẹp lên hơn lúc được anh chị. Dạ rồi, thì đó là về sức khỏe. Bắt đầu bây giờ anh chị có thể thêm cái mục tiêu về mối quan hệ vào, đúng ạ. Thì anh chị đang cảm thấy là mình mong muốn hòa hợp với người nào đó, anh chị thêm vào. À, ví dụ như là bây giờ tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, vì chồng tôi, vợ tôi càng ngày càng yêu thương, hòa hợp, thấu hiểu và đồng hành cùng tôi. Hay là ba mẹ tôi, hay là con gái tôi như thế nào? Anh chị hãy thêm vào, đúng ạ. Dạ rồi, anh chị đã thấy cái mục tiêu mối quan hệ của mình chưa? Mối quan hệ của mình lúc này như thế nào ạ? À, vợ chồng thì yếu hớn thời mới cưới. À, nghe cả anh chị trong câu lạc bộ ăn mừng tuyệt vời lắm anh chị. Vào câu lạc bộ không hiểu sao mà anh chị xinh đẹp ra, cái anh chị dịu dàng ra, cái là chồng là yếu hớn thời mới quen luôn. Bao nhiêu anh chị thích là chồng mình còn yếu mình hơn thời mới cưới ạ. Dạ. Vậy thì vào rèn tâm thân chị ông câu lạc bộ anh chị nhé. Mình rèn sáo mà mình nói chuyện là không hiểu sáo. Ngày xưa mình nói chuyện là người ta nghe là người ta thích chảnh thôi à. Mà không biết mà mình rèn sáo mà từ khi mà mình nói chuyện là ai cũng thích. Ai cũng thích lắng nghe mình. Ai cũng thích được bên cạnh mình. Đó là mình rèn tâm thân chị của mình là anh chị. Ngày xưa anh chị Lanh không có biết cách nói chuyện đâu. Ngày xưa mình nói chuyện với ái được vài câu là mình hết biết nói gì luôn. Mình rất là sợ gặp người lạ. Tại vì mình gặp một người nào đó là mình chỉ dám nói là à, chị ăn cơm chưa? À, chị có mấy con? Chị ở đâu? Xong. Còn lại là mình không có biết gì nữa anh chị. Cho nên là Lanh bận hàng nhưng mà Lanh rất là sợ gọi điện hay là gặp khách hàng. Nên là ví dụ khách hàng mà gọi điện hay mà hẹn mình đi cà phê là Lanh đều nể. À, tại vì mình không biết nói gì cả. Và thậm chí là người thân của anh luôn anh chị, thậm chí là cô bạn của mình mà mình cũng ngại, mình không biết nói gì nên mình cũng nể luôn. Nhưng vào câu lạc bộ thì rất là tuyệt vời. Từ khi anh ứng dụng công thức câu lạc bộ thì sao ạ? À, anh chỉ cần nói chuyện với một người lạ anh chị mà trong 5 phút thôi, mà cái người đó không hiểu sao là họ cảm nhận họ rất là thân thiện với mình, mà họ rất là cởi mở, họ yêu mình trong 5 phút. Họ cảm thấy là có cái mối quan hệ thân thân với mình. À thì vẫn có bị kịp ạ. À, rất là tuyệt vời. À dạ rồi. À, phần tiếp theo thì bên cạnh anh chị lúc này là ai? À, nếu như mà anh chị đang đi nhà hàng thì anh chị đang đi ăn cùng ai? Với ba mẹ, với bạn hay là với chung? Hay là với cả con? À, nếu mà anh chị đang ngồi học tập đó, thì có ai bên cạnh không? À, có nhiều anh chị là học hai vợ chồng. À, có nhiều anh chị đó, thì có con bên cạnh. À, bên cạnh tôi là ai? Bên cạnh tôi là ai ạ? Ví dụ bên cạnh tôi là khi nào học là cũng có ba con bên cạnh. Ở à, lúc này là bên cạnh tôi là ba con yêu, đúng không ạ? À, tên gì? Con anh chị tên gì? À, rồi người đó đang mặc bộ đồ màu gì? Nếu chồng thì chồng đang mặc bộ đồ màu gì? À, nếu con thì con đang mặc bộ đồ màu gì? À, lúc nào thì sao? À, chúng tôi đang cùng nhau học tập, đang nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc.
À, lúc đầu mới vào câu lạc bộ anh chị là chưa có mối quan hệ hòa hợp, cái là mình làm bức tranh là mình chỉ có ăn mừng với con thôi. Cái bây giờ là mình bắt đầu mình ăn mừng cả gia đình mình rồi, tại vì bữa nay là mối quan hệ của gia đình của mình đã hòa hợp hạnh phúc rồi. Giờ anh chị hãy đưa cái người tích cực vào, đưa người tích cực vào đúng không ạ? À, nếu là con, nếu là chồng, nếu là vợ thì anh chị đang cùng nhau nói những cái câu chuyện gì, hay đang ăn mừng thành công với nhau, đang học tập cùng nhau rất là vui vẻ, rất là hào hứng, rất là phấn khích, à, đúng không ạ? À, chúng tôi đang chia sẻ những cái thành công cùng nhau. Cảm ơn chị Tuyệt Đằng rất nhiều ạ. Dạ, cho nên đó là rất là biết ơn câu lạc bộ anh chị, và anh chị mong muốn đó là có nhiều gia đình cùng hạnh phúc hơn không ạ? Nhiều gia đình ở đất nước Việt Nam cùng hạnh phúc hơn không ạ? Vậy thì mình hãy lan tỏa, mình hãy chia sẻ cho những người bạn của mình, họ được tham gia những cái buổi dung tuyệt vời này cùng với câu lạc bộ, để mà họ cũng có thể kiến tạo ra những cái gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Dạ rồi, anh chị tới phần này chưa? À, và lúc này thì sao ạ? À, lúc này thì các doanh nhân đang chia sẻ. À, mọi người hãy tổng kết và chia sẻ thành công của mình nhé. Đó, và lúc này anh chị đang tổng kết. À, bắt đầu anh chị lấy quyển sổ của mình ra, quyển sổ nam châm hụt tiền của mình ra. À, ví dụ như là tất nhiên là khi mà anh chị trong một tháng tiếp theo thì khi mà có dòng tiền về, anh chị phải ghi vào một cuốn sổ để mình biết mình tổng kết là anh chị nhé. Chứ xong rồi là mình ứng dụng mà mình đặt mục tiêu mình đạt nhưng mà mình không có hay luôn, tại vì mình không có tổng kết. Nên á, là anh chị cần phải có một cuốn sổ để mình tổng kết lại tiền về. Và tiền về thì mình không có nói là tiền của tối là phải về từ công việc bán hàng, hay là tiền của tối là phải bán trên Lazada 5 đơn, bán trên Shopee 5 đơn, hay là tôi phải bán cái máy này không. Mình chỉ tập trung vào cái kết quả cuối cùng là tiền về bao nhiêu, đúng không anh chị ơi? Còn lại là tiền về nguồn gốc nào mình cũng đón nhận. Tại vì tiềm thức sẽ biết được cái con đường nào nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất dành cho anh chị. À, giống như là có nhiều chị học đúng ạ. Nhiều chị học mà chung tiền về. Chung tiền về cái là cho vợ. Gọi cho vợ vừa đạt mục tiêu đó anh chị. Nên là mình chỉ tập trung vào kết quả anh chị ha. Đúng ạ. Dạ lúc này sao ạ? Lúc này tôi đang lấy quyển sổ. Tôi đang lấy quyển sổ nằm trong hút tiền của tôi. Anh chị đặt tên quyển sổ đó là gì? Và bắt đầu là tôi sẽ tổng kết đúng không anh chị? Bắt đầu anh chị tổng kết lại thành công của mình nhé. Và bắt đầu anh chị tổng kết lại cái dòng tiền về trong cái tháng 7 vừa qua. À, trong cái tháng 7 năm 2024 vừa qua. Và bắt đầu là anh chị cộng lại từng con số. Đó, hoặc là anh chị sao ạ? Anh chị có thể là lấy cái ngân hàng của mình ra anh chị xem. Hay là anh chị lấy con số của mình ra anh chị xem. Và bắt đầu tôi đang tổng kết lại đúng không anh chị? À, tôi đang cộng từng con số, tôi đang cộng từng con số. Ở lúc này anh chị đang cộng lại cái tổng lợi nhuận trong cái tháng 7 vừa qua của mình. Và lúc này anh chị cộng lại và anh chị thấy điều gì rồi ạ? Anh chị đã thấy cái con số gì rồi ạ? Anh chị đã thấy con số gì rồi ạ? Trời ơi, lúc này tôi không thể tin nổi. Wow, oh my god. Tôi đã thấy được cái dòng tổng lợi nhuận trong cái tháng 7 năm 2024 vừa qua của tôi lắm. À, tôi đã đạt được cái số tiền lợi nhuận lắm. Trời ơi, đúng rồi, chính xác, tôi đã thấy được cái số tiền lợi nhuận của tôi tiền về là trời ơi, yes, và anh chị đã hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu trong tháng 7 của mình rồi. Và anh chị đã nhìn thấy được cái tổng số tiền lợi nhuận của anh chị đã đạt được trong cái tháng 7 vừa qua, chính xác và vượt qua cái con số mà anh chị đặt ra. À, ví dụ anh chị đặt trong cái mục tiêu này, trong cái mục tiêu tháng 7 này là 100 triệu lợi nhuận đúng không ạ? À, vậy thì lúc này anh chị sẽ diễn tả như thế nào? Trời ơi, oh my god, tôi không thể tin nổi. À, tôi đã cộng từng con số, tôi hồi hộp đúng không ạ? Đếm từng con số và tôi đã thấy cái tổng lợi nhuận của mình trong cái tháng 7 vừa qua tổng là 100 triệu đồng lợi nhuận. Wow, trời ơi, thật không thể tin được, thật không thể tin được. À, đây là một phép màu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. À, lúc này sao? Trời ơi, tôi tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập sống sướng. Tôi comment lên đúng không? À, anh chị có thể ăn mừng trên nội dung của mình. À, và lúc này đúng không? Một trang comment chúc mừng tôi. À, và lúc này anh chị đã nghe được âm thanh gì ạ? Anh chị đã nghe được âm thanh cái giọng nói của các anh chị doanh nhân, của những anh chị làm MC đã đọc tên của anh chị lên. À, ví dụ gì ạ? Trời ơi, chúc mừng chị Nguyễn Phương, chị đã đạt được cái mục tiêu lợi nhuận là 100 triệu đồng lợi nhuận, hoặc là bao nhiêu, anh chị hãy thay cái tên của mình vào
và anh chị có thể là thấy cái mục tiêu lợi nhuận của mình vào đúng ạ. Anh chị đã hình dung tưởng tượng tới hình ảnh đó đấy ạ. Yes, trời ơi, lúc này anh chị đã nghe được các doanh nhân là ăn mừng anh chị rồi. Trời ơi, chúc mừng thành công của chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng đã đạt được cái mục tiêu trong cái tháng 7 số tiền lợi nhuận là. Yes, và lúc này đây anh chị cảm thấy sung sướng như thế nào? Anh chị cảm thấy hạnh phúc như thế nào? Và anh chị cảm thấy là rung động ở trái tim của mình như thế nào? Và cái cảm giác lúc này của anh chị là như thế nào? Lúc này sao ở chỗ tôi vỡ òa trong niềm sung sướng, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Lúc này là tôi chụp màn hình lại đúng không ạ? Tôi gửi lên nhóm học tập ăn mừng, rồi là tôi gửi qua cho nhóm trường ăn mừng, rồi là tôi ăn mừng với con tôi, hay là mình sẽ ăn mừng với chồng của mình, hay là vợ của mình, và mình sẽ nói gì ạ? Trời ơi, tôi không thể tin nổi, chồng ơi, vợ đạt được cái mục tiêu trong cái tháng 7 vừa qua rồi. Trời ơi, tôi không thể tin nổi. Và chồng vợ anh chị sẽ ăn mừng con anh chị như thế nào? Trời ơi, quá tuyệt vời quá, vợ siêu giỏi, vợ siêu giàu. Hay là anh chị ăn mừng với các con mình á, thì các con mình sẽ nói như thế nào? Trời ơi, quá mẹ giỏi quá, mẹ ơi mẹ tuyệt vời quá, mẹ siêu giàu, mẹ siêu thành công. Hay là lúc này anh chị sống sướng quá, anh chị vội gọi điện cho nhóm trưởng của mình. Ví dụ anh chị gọi điện cho Lan đúng không? Trời ơi Lan ơi, em biết gì không? Trời ơi, chị không thể tin nổi. Chị đã tổng kết lại và chị đã thấy được. Chị đã đạt được cái lợi nhuận trong cái tháng 7 vừa qua chính xác rồi Lan ơi. Yeah, trời ơi, rất là Lan chúc mừng anh chị. Wow, chị là bậc thầy tiềm thức thành công, nổi tiếng thành công. Yeah. Trời ơi, hai chị em hai vai ăn mừng cùng nhau. Tôi vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Tôi không thể tin nổi. Lúc này đây thì anh chị có cảm thấy là trái tim của mình rung lên không? Lúc này là trái tim tôi rung lên. Đúng rồi. Trời ơi, lúc này là mặt tôi là đỏ bừng lên vì sống sướng. Tôi cảm nhận sự hạnh phúc trong từng hơi thở của mình. Tôi hạnh phúc không thể tin nổi. Tôi vô cùng biết ơn. Lúc này anh chị có thể là đặt tay lên trái tim mình. Cảm ơn tiềm thức. Cảm ơn vũ trụ. Cảm ơn chính bản thân của tôi đã tin tưởng và hành động. Cảm ơn ai nữa? Cảm ơn gia đình là nguồn hậu thuẫn rất là lớn lao. Là một cái động lực rất là lớn lao để tôi tiến tới thành công mỗi ngày. Cảm ơn Chủ tịch Trần Huy, doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trần Vy, các doanh nhân trong câu lạc bộ, và đặc biệt cảm ơn người nhóm trưởng, người mà đã giúp cho mình biết tới môi trường tuyệt vời này. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thank you, I love you. Yes, và anh chị có thể là neo lại ở đó. Và mình đừng có diễn tả gì nữa. Đó là anh chị sẽ hình dung tưởng tượng cái bức tranh mục tiêu này trong 30 ngày tiếp theo. Đúng ạ. Dễ. Dạ chứ lúc đó là mình đừng có diễn tả thêm là lúc này tôi đi đại đại gia đình tôi là đi ăn nhà hàng, hoặc là lúc này đấy tôi đi uống nước gì đó, thì mình không còn nên anh chị ha, mà ngay cái thời khắc mà anh chị ăn mừng với cái người nào đó đó là anh chị đã nghe cái âm thanh của một người bạn chúc mừng anh chị. Và lúc này thì anh chị neo lại hình ảnh đó trong 30 ngày tiếp theo. Mình liên tục hình dung tưởng tượng cái hình ảnh, mình đã sở hữu được cái số tiền lợi nhuận đó rồi, và mình đã nghe được cái âm thanh một người bạn chúc mừng mình đã nghe được cái âm thanh người nhóm trưởng chúc mừng mình đã nghe được âm thanh anh chị MC đang ăn mừng thành công đọc tên của mình, đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 7 rồi. Dạ cái phần này anh chị ok chưa? Yes, bao nhiêu anh chị đã làm cái bức tranh mục tiêu của mình tới phần này rồi ạ? Anh chị có cảm thấy là hạnh phúc? Anh chị có cảm thấy là sống sướng, cảm thấy là happy, cảm thấy tuyệt vời, cảm thấy xúc động, cảm xúc với cái bức tranh mục tiêu của mình ạ? Yes, anh chị cảm giác như thế nào ạ? Trời ơi, mình đạt được cái mục tiêu không chỉ là một cái con số không đúng anh chị, không phải chỉ là một số tiền không, mà mình biết được rằng á, là mình đạt được cái mục tiêu này, là mình đã tìm ra được cái công thức thành công rồi. Mình đã tìm ra được cái công thức thành công để mở đường cho gia đình của mình, để mở đường cho đội nhóm của mình, để mở đường cho những cái người mà họ đang khao khát thành công, mình có thể chia sẻ lại. Và cái ý nghĩa mà mình đạt cái mục tiêu này là mình biết đó là sao, gia đình của mình sẽ sáng một trang mới. Ba mẹ của mình sẽ bắt đầu có một cuộc sống tuyệt vời hơn, con cái của mình sẽ bắt đầu có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Tại vì ngay từ thời khắc này mình đã biết được cái con đường, mình đã biết được cái công thức để mình có thể là gia tăng cái dòng tài chính của mình lên, để mình có thể là nâng tầm phong cách sống của mình lên, để mình có thể là có một gia đình thịnh vượng tuyệt vời hạnh phúc trọn vẹn hơn đúng không? Yes. Rồi thì đó là cái bức tranh mà anh chị có thể diễn tả, hoặc là ví dụ anh chị đang ở trong nhà hàng thì anh chị có thể diễn tả sao ạ?
Nếu như mà anh chị đang ở trong nhà hàng thì lúc này có thể là tôi cùng chồng của tôi hay vợ của tôi đang ăn uống rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Đúng không ạ? Thì lúc này tôi đưa điện thoại lên và tôi chụp hình. Tôi chụp hình và tôi đã thấy được cái dòng tiền lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng của tôi về là cái con số lợi nhuận là bao nhiêu. Lúc này đấy thì anh chị ăn mừng với người chồng của mình, ăn mừng với người vợ của mình. Đấy, và anh chị đã nghe được âm thanh của người đó, họ chúc mừng mình. Và anh chị nhảy nhót như thế nào, anh chị sống sướng như thế nào, anh chị vui vẻ như thế nào. Mình hãy diễn tả cái cảm xúc cao trào đó ra. Đúng không ạ? Và mình hãy nêu lại trong 30 ngày tiếp theo. Mình sẽ nêu lại cái bức tranh này trong 30 ngày tiếp theo và mình sẽ hình dung tưởng tượng liên tục cái hình ảnh mình đã đạt được cái mục tiêu này rồi. Mình đã nghe được cái âm thanh của một người bạn chúc mừng thành công cho mình rồi. Đúng ạ. Và như anh chị mình đã hoàn thành xong cái bức tranh của mình ạ. Anh chị có thể là comment số 10 đúng ạ. Cái này thì sẽ có bức tranh mẫu. Nếu như mà anh chị nào mình chưa hoàn thành kịp thì xíu nữa anh chị có thể là xin nhóm trưởng lại video này hoặc là anh chị có thể xin bức tranh mẫu. Thì nhóm trưởng sẽ gửi cho anh chị. Ở chống mắt là đây là cái bài mẫu lành ví dụ mọi người thôi. Nhưng mà mọi người hoàn toàn là làm không có cần làm giống lành. Anh chị chỉ cần làm theo cái bức tranh phù hợp với mình. Cái bức tranh, cái mục tiêu mà anh chị cảm thấy cảm xúc nhất, đúng ạ. Và sau khi mà anh chị đã có cái mục tiêu này thì bắt đầu anh chị sẽ dùng cái tấm xét nghiệm màu. Dạ, cái tấm xét nghiệm màu giống như vậy, anh chị bao nhiêu anh chị mình là có cái tấm xét nghiệm màu đây ạ. Yes. Tấm xét nghiệm màu như thế này anh chị nhé. Giờ là anh sẽ chia sẻ cái hình ảnh cho anh chị. Thì anh chị có thể là nhắn tin cho nhóm trưởng của mình. Và sau đó anh chị sẽ xin cái tấm hình này anh chị ha. Mình có thể xin cái file này nếu như mà anh chị nào chưa có. Sau đó thì anh chị sẽ in ra. Và anh chị sẽ viết lên cái mục tiêu của mình và anh chị hãy dán cái nơi nào mà mình dễ nhìn thấy nhất. Anh chị có thể in 4 5 tờ, nhiều tờ vẫn được ha, để mà ám thị và tiềm thức của mình. Mình có thể là bỏ nơi làm việc, mình có thể là bỏ trong ví của mình. Mình có thể là bỏ phòng ngủ của mình. Mình in nhiều tờ vẫn được. Đó thì anh chị sẽ điền như thế này ạ. Ví dụ cái dòng ở trên đó là mình sẽ điền ngày tháng năm, 30 tháng 7 năm 2024, đúng không ạ? Cái phần tiếp theo là mình sẽ điền cái con số, ví dụ như là 200 triệu đồng, thì mình sẽ ghi vào 200 triệu đồng. Phần thứ ba này anh chị, thì mình sẽ điền họ và tên của mình vào. Rồi cái phần dưới cùng là mình sẽ viết là dùng để làm gì. Thì phần này rất là quan trọng ạ. Phần này mà mình làm mà không có đúng là đôi khi là mình không có hút tiền được nữa anh chị ha. Ví dụ như là nhiều anh chị là đặt mục tiêu là mình dùng để mua xe hay là mình để là cho ba mẹ hoặc là mình làm gì đó, nhưng mà mình gọi là mình không có chưa cái phần trăm nào lại cho mình cả. Mình không có trả cho mình phần trăm nào cả. Nên là giả sử cái mục tiêu anh chị phải để ý là mình phải dùng ít nhất là 10% để mà chi trả cho bản thân của mình, để mà đầu tư cho mình một cái tương lai huy hoàng hơn về tài chính. Đúng ạ, nhiều hơn thì càng tốt nhưng mà ít nhất là phải 10%. Đó thì cái phần này anh chị có thể là dùng để làm gì? Đầu tiên là mình sẽ trả cho mình trước ha, mình sẽ đầu tư cho bản thân của mình trước. Đó, phần tiếp theo là anh chị muốn là ví dụ như là cho ba mẹ mình hoặc là mình làm một cái điều gì đó thì anh chị có thể viết xuống cái mục tiêu của mình. Đúng ạ. Đã rồi thì đó là cái cách mà anh chị sẽ làm cái tờ tiền nhiệm mà. Ở cái phần này bao nhiêu anh chị mình đã nắm rất là rõ, mình có thể comment tôi đứng ạ. Dạ, nên là anh chị vào Zoom là anh chị phải ghi động cú pháp nhé. Anh chị nào mà không ghi động cú pháp là không có được tặng tài liệu đâu ạ. Câu lạc bộ chỉ tặng cho những anh chị nào mà động cú pháp là trong buổi Zoom này thôi. Nên là anh chị có thể sửa lại, vui lòng sửa lại tên cú pháp của mình. Cái tên của mình là cái thương hiệu triệu đô rồi các bạn. Cái tên của mình là thương hiệu triệu đô sau này, thương hiệu tỷ đô sau này. Cho nên là mình luôn tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.
Đó thì anh chị hãy ghi tên mình rồi mở ngoặc là tên nhóm trưởng để mà anh chị sẽ được những cái tài liệu trong ngày hôm nay. Đúng ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Thì đó là cái phần mà Lan chia sẻ trong cái buổi dung ngày hôm nay. Và anh chị làm bức tranh mục tiêu xong, anh chị hãy chụp lại cái mục tiêu của mình, gửi cho nhóm trưởng của mình, để nhóm trưởng sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho anh chị. Và nhóm trưởng anh chị sẽ là một cái người hỗ trợ kèm cặp anh chị trong 30 ngày tiếp theo. Và có thể là lên cho anh chị một cái lộ trình, một kế hoạch làm như thế nào từng bước để mà anh chị có thể là đạt được mục tiêu này. Có anh chị nào ở đây mà không có biết nhóm trưởng mình là ai không ạ? Anh chị nào mình là biết nhóm trưởng của mình rồi, rất là yêu quý nhóm trưởng của mình, rất là có mối quan hệ rất là thân tình với nhóm trưởng mình rồi, anh chị có thể comment số 10 giúp Lan ạ. Anh chị nào chưa biết nhóm trưởng mình là ai luôn có thể comment số 9 đứng ạ. Trời tuyệt vời quá. Anh chị nào cũng biết hết rồi. Được quá, tuyệt vời, máy quá, không có anh chị nào comment số 9 cả. Rồi, có anh chị comment số 9 nữa kia. Trời ơi, anh thấy là anh chị còn ghi cái tên là doanh nhân Nguyễn Diệm ở đằng sau. Mà sao lại comment số 9 nhỉ? Dạ rồi, đặc biệt này, anh chị nào mà chưa biết nhóm trưởng cho mình, thì anh chị có thể là ngay lập tức nhắn tin cho cái người mà đã gửi cái đường link dùng giúp anh chị tham gia buổi học ngày hôm nay, đúng ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Và anh chị hãy hoàn thành cái mục tiêu của mình ít nhất là trong ngày hôm nay anh chị ha. Và sau đó thì anh chị hãy cho phép bản thân của mình dùng tâm thần trí trong 30 ngày tiếp theo để anh chị có thể là đồng hành học tập thật là nghiêm túc cái bộ công thức câu lạc bộ sẽ có một cái lộ trình, và anh chị không cần phải học ở đâu cả, câu lạc bộ có một cái lộ trình đầy đủ tất cả các bước để mà làm như thế nào anh chị có thể chinh phục mục tiêu này và đạt được những cái mục tiêu lớn hơn nữa. Bao nhiêu anh chị mình cam kết sẽ đồng hành và mình sẽ có cái sự tập trung tâm thần trí cho cái mục tiêu của mình trong 30 ngày tiếp theo cùng câu lạc bộ ạ. Anh chị có thể comment tôi đứng ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Và Lan rất là biết ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng Lan trong buổi dung ngày hôm nay. Chúc cho anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 7 năm 2024 của mình ạ. Và Lan vô cùng biết ơn Chủ tịch Trịnh Huy, biết ơn doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trương Vi, biết ơn doanh nhân chị Đậu Hà, và biết ơn tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ, ban tổ chức, và các anh chị nhóm trưởng đã hỗ trợ giúp cho mình có thể là có buổi dung rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và bây giờ phần tiếp theo đó chính là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đó chính là đặt hàng vũ trụ ạ. Cho Lan xin hỏi hôm nay là không biết anh chị nào mình doanh nhân nào mình đặt hàng vũ trụ ạ? Dạ, doanh nhân chị Đậu Hà đúng ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ cả nhà ơi có thể là cho Lan mượn đôi bàn tay xinh xắn của anh chị một lần nữa được không ạ? Yes, chúng ta có thể là cho một trang và tay thật lớn để Lan có thể là mời doanh nhân chị Đậu Hà. Yes. Ôi, cảm ơn doanh nhân chị Đậu Hà xinh đẹp đã hỗ trợ buổi tối ngày hôm nay, rất là tuyệt vời cho mọi người ạ. Dạ rồi, cảm ơn doanh nhân Nguyễn Lanh rất là nhiều. Cả nhà ơi, cả nhà hãy gửi những cái lời cảm ơn chân thành đến doanh nhân Nguyễn Lanh của chúng ta đấy ạ. Vô cùng tuyệt vời luôn đúng không cả nhà? Wow, rất là nhiệt tình hướng dẫn ha. Sáng, trưa và tối luôn á cả nhà. Và bây giờ đến một phần vô cùng quan trọng nữa. Anh chị em có muốn dành ra một chút thời gian không ạ? Một chút thời gian để mà mình đứng lên, mình có thể lấy thêm nước ha. Mình có thể là làm những cái việc cá nhân của mình ha, để mình kích hoạt lại cái năng lượng của mình và thực hành cái quy trình buổi tối để mà gì ạ? Thiết kế cái thành công cho ngày mai được không cả nhà? Dạ. Mình cũng có thể gửi những cái lời cảm ơn đến anh chị em nhóm trường, Chủ tịch Chính huy doanh nhân Nguyễn Diễm ha, và tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ ngày đêm trao giá trị, và ban tổ chức luôn đứng đằng sau hậu thuẫn để mình có được những cái buổi zoom vô cùng tuyệt vời đúng không cả nhà? Dạ rồi, bao nhiêu trong số anh chị em mình sẵn sàng để mà mình thực hành cái quy trình này, quy trình buổi tối á, một cái quy trình vô cùng vi diệu ha, đã giúp cho rất là nhiều anh chị ứng dụng và tạo ra kết quả vô cùng tuyệt vời luôn. Dạ rồi, Hà sẽ chia sẻ luôn ha, không không chờ đợi lâu nữa, anh mình sẽ chia sẻ luôn ha.
Thứ hai, thứ hai đó là gì ạ? Ta sẽ thực hành lòng biết ơn anh chị nhá. Bước này thì mình sẽ liệt kê ra anh chị, liệt kê ra những cái điều mà anh chị gửi lời biết ơn đến, mong muốn biết ơn đến, biết ơn đến cái khoản tiền mà mình nhận được trong ngày, hay là biết ơn đến các môn trường giáo dục của tôi. Có thể viết theo các cái công thức mẫu ở trên màn hình chia sẻ đó là gì. Hôm nay ngày bao nhiêu đó, ngày 2 tháng 7 năm 2024, lợi nhuận vào trong tài khoản của tôi bao nhiêu? À, anh chị thấy là vừa hôm thằng có chia sẻ ở trên nhóm đấy đó. À, nếu như muốn thì Hana sẽ chia sẻ cho anh chị ở trên nhóm ha. Thì đây gọi là cái nhạc thu hút để thành công của anh chị. Và Hana nghe cái nhạc này, Hana thấy rất là thích. Dạ, Hana thấy rất là thích. Hana thường nghe cái nhạc này. Có thể là bạn Trang Nguyễn ha, nhắn với chúng tôi để lấy đó. Mình ghi thực hành lòng biết ơn này, ghi thực hành lòng biết ơn này thì mình biết ơn để những nguồn lực, những cái con người, những cá nhân ha, những hậu thuẫn để mình thành công hoàn thi, cái cầu đơn giản thôi. Tôi cũng thành công biết ơn điều gì đó. Cái đó này mình sẽ làm cho mọi anh chị đã xong cái bước hai này chưa ạ? Anh chị xong rồi có thể comment tôi đúng không ạ? Dạ, chị Kiều ha.
rồi, xong buổi tối nay Hà sẽ gửi cái bản nhạc này vào lớp nhóm ạ. Anh chị mà muốn nhận thì có thể là lấy ở lớp nhóm nhá. Ok anh chị nhá. Dạ. Tôi nghe được tiếng nói là bởi vì em đang chung với mọi người nhá. À, chị Phương ha, chị Phương của lớp nhóm Nguyên Trang ha, và em đang thay chung với mọi người nên không nghe em nói. Anh chị có thể ở trên này để mình kéo nhé. Dạ. Rồi bây giờ mình chuyển sang cái bước thứ ba nhé. Thứ ba đó là đặt hàng cho ngày mai hôm sau. Cái bước này đó anh chị, đó là mình sẽ ghi ra những cái thành công mà mình thực sự mong muốn đạt được trong ngày mai. Ghi ra những cái thành công ha, 3 đến 5 thành công không phải quá nhiều đâu anh chị. Ghi đến 3 đến 5 thành công thôi. Ví dụ như tôi đi được thông thoáng, tôi khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, tôi làm chủ cảm xúc của mình, đó là thành công anh chị. Hay là tôi hòa hợp mối quan hệ gia đình vợ chồng, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, khách hàng đến với tôi như hơi thở, thì đó cũng là những cái thành công anh chị ha. Không ở nhà đó chị vẫn còn đang cúi tuyệt vời quá ha. Thôi thì mình kêu đón chị cứ thôi ha, Hà cũng xin đón chị cứ thôi. Dạ. Rồi biết rồi, có chút đơn giản đấy chị, không như đơn giản thôi ạ. Hôm nay ngay ngày ba tháng bảy năm 2020, tôi cũng phải bốc một cái lớn thông thường như đã tôi hoàn thành xuất sắc vượt tất cả mọi điều mà tôi muốn một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng và dễ dàng. Cách tôi tạo ra thành công của tôi là các nhóm trường ha, các nhóm trường hãy nhận những lời cảm ơn chân thành của các anh chị em trong buổi nhóm ha. Thank you.
cái bước thứ ba này chưa ạ? Wow, tuyệt vời quá. Wow, các cảm trường tuyệt vời quá ha. Đây, các cảm trường hôm nay nhận nhận những lời cảm ơn chân thành nhất của các thành viên bạn Thủy Hoành này. Tôi trời ơi các yêu quá ha, khi nào nhận cứ khối ha. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, anh chỉ đã xong cái bước thứ ba nha, mình chuyển sang bước thứ tư ha. Bước thứ tư đó là cái bước mà thiết kế thành công trong đời của mình, và chính là cái bức tranh tranh thành công đấy các chị, bức tranh thành công của hôm nay danh nhân của lành đã chia sẻ rất là kỹ, đó là bức tranh 30 ngày. Và anh chị cũng có thể là cái bước này chỉ có thể làm cái bức tranh 30 ngày, hoặc là bức tranh 6 tháng, hoặc là bức tranh 1 năm, hoặc là 3 năm cũng được anh chị nhé, để lên những cái bức tranh của mình khi mà mình hoàn thành xong video đó. Để mua nhà hay là mình sở hữu một cái tài sản nào đó, mình đi chơi cùng với gia đình, với người thân yêu của mình, có thể là chuyển đổi cái mục tiêu đó ra những cái tài sản mà mình chỉ mong muốn nhé, và hãy trở thành người thu hút tiền, thu hút cái sự thành công chứ không phải là chạy theo tiền anh chị. Trên cái bước mà thiết kế cái thành công, cái mục tiêu thành công đó chính là gì ạ? Cái bước kết nối kiến thức của mình sẽ hưởng qua năm năm qua hình ảnh và qua âm thanh. Dạ, cho nên là anh chị hãy thay đổi ra cái hình ảnh và cái tài sản mà mình có của nó là cái nhà của mình, ngôi nhà bên trong của mình là như nào, màu gì, và không gian trong đó ra sao, những đồ vật ở trong ảnh như nào, cái hình dung của cái đó ra thì là những chiếc xe của mình đó, xe Toyota em ghét hay là xe hay xe gì kiểu gì để kiểu gì đi ra rõ ràng ra bên trong của mình. Và khi anh chị ngồi trên chiếc xe đó, anh chị lái cái chiếc xe đó, cảm thấy như nào, tay anh chị cầm vô lăng anh chị cảm thấy như nào, bên cạnh có ai không, anh chị cảm nhận có cảm giác quá hạnh phúc và thành công của mình khi mà mình ngồi trên chiếc xe đó, mình cùng với người thân yêu của mình là ai, và mình hạnh phúc như nào, mình nghe thấy tiếng gì, hay là cái làn gió nó có thể là vừa vui, cái làn tóc của mình, làn da của mình như nào, từng hồng ra sao, thì mình có thể là miêu tả ra trong tình trạng hơn nhất nhé. Hãy mình cũng tưởng tượng cái điều đó như thế là đã rồi, và mình đi ngủ trong ý niệm của sự thành công sau đó khỏe mạnh hạnh phúc trọn vẹn suốt chặng đời phải nhá. Anh chị có hiểu bước này không ạ? Hà đang thấy rất nhiều anh chị đang rất là mải mê để mình viết cho xong cái thành công của mình luôn nè. Rất là tuyệt vời ha. Đây, để Hà có cái nhạc này Hà gửi vào trong cái nhóm lớn ha.
Dạ. Rồi, Hà có gửi trong cái nhóm lớn đó thì anh chỉ có thể là nhắn với nhóm trưởng của mình nhé, nhắn với nhóm trưởng của mình để mà lấy cái nhạc thu hút tài lộc có siêu hiệu quả đấy nhá. Dạ rồi, xin chúc cả nhà chúng ta có một cái giấc ngủ vô cùng thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời đúng không ạ? Dạ, chúc cả nhà chúng ta ngủ ngon ha, và sáng mai chúng ta dậy sớm vào cái tham gia cái chương trình Zoom 4:30 anh chị nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với Hà và tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ từ buổi tối đến bây giờ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin tạm biệt ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những cái buổi tiếp theo ha. Xin tạm biệt ạ. Dạ. Anh chị có thể bật mic lên để mình có thể chào nhau nhé. Vụ việc anh trai Phú Tử này ra đi không rõ nguyên nhân khi làm việc với công an Cảm huyện ơn Long Thành. hàng Nguyên ngày nhân đã cho nhân nhân rồi từ đời ngon xin nhân nhân là bạn tổ đi xin học lỗi chào cả nhà chị ơn tất ngon cả mọi người biết ơn người nhân dân Nguyễn Hiển biết ơn nhân dân cảm ơn đã anh nhà bước theo chồng nhân dân trồng cây thương câu lạc biết bộ ơn tất cả các nhân dân đã chia sẻ cảm ơn em bạn cả chưa nhà ngủ ngon. còn hai mươi ba trái mới được về đó.